Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Động. Tập 139. Chương 1381, Luyện Đan. Ngoài Gia Mã Đế Quốc ra, Ải Huyền Hoàng là cứ điểm quan trọng nhất của Viêm Minh. Vậy nên thành viên của đan đường cũng tập trung ở đây rất đông. Thêm vào đó do đại chiến bùng nổ nên trên cơ bản 8 phần nhân lực đan đường đều ở phía trong nội đường của căn cứ. Việc Cổ Hà mang theo quyết định của Tiêu Viêm trở về đan đường đã gây ra một hồi rung chuyển không hề nhỏ tí nào. Mấy năm nay đan đường phát triển quá mức thuận lợi, lại thêm tầm quan trọng của luyện dược sư làm cho bọn họ kiêu ngạo thành tính. Lúc bình thường, dù đó là Thải Lân cũng chưa từng nói lời nghiêm khắc như thế, tuy Tiêu Viêm là minh chủ Viêm Minh nhưng dù sao đã rời đi quá lâu. Nên đối với một số luyện dược sư gia nhập muộn thì hoàn toàn chỉ biết hắn qua lời nói của người khác. Bởi vậy, sự kính sợ với Tiêu Viêm hiển nhiên không thể nào so được với đám người của các phân đường khác trong Viêm Minh. Phân đường đan đường tọa lạc ở hướng tây bắc của Ải Huyền Hoàng, toàn bộ khu vực ở đây đều thuộc về đan đường, đãi ngộ thế này là cao nhất trong số tất cả các đường của Viêm Minh. Giờ phút này, trong đại sảnh của phân đường này đang vang lên những tiếng tranh cãi. Hừ, ta nói minh chủ thật đúng uy phong quá mà, vừa mới về đã muốn nhúng tay vào chuyện của đan đường chúng ta. Mấy năm nay nếu không có chúng ta duy trì thì Viêm Minh sẽ có ngày hôm nay sao? Trong đại sảnh, một lão giả áo xám sắc mặt đầy buồn bực gần giọng nói. Nơi ngực của hắn có một chiếc huy chương luyện dược sư, phía trên đỉnh có 7 gạch màu vàng ẩn hiện, chứng tỏ người này là luyện dược sư thất phẩm. Liễu Xương đại sư nói quá đúng. Rõ ràng lão giả áo xám này có thanh danh không kém ở đan đường, vì vậy khi lão vừa mở miệng thì có thêm không ít luyện dược sư luôn miệng phụ họa. Cổ Hà ngồi trên vị trí chủ trì của đại sảnh, lông mày khẽ cau lại nhưng vẫn chưa mở miệng. Thiên phú luyện đan của hắn không hề kém nhưng đối với quản lý thì quả thực không am hiểu lắm. Bên cạnh Cổ Hà vẫn còn một lão giả tóc bạc trắng ngồi ngay ngắn, là hội trưởng công hội luyện dược sư năm đó, Pháp Mã. Nhưng vào lúc này lão cũng không hề xen vào cuộc khẩu chiến trong đại sảnh, từ từ nhắm đôi mắt lại, giống như không nghe thấy. Cổ đường chủ, ngươi cần nói rõ với minh chủ về việc này, vị trí của đan đường khác hẳn các nơi khác. Mấy năm nay, ngay cả phó minh chủ đại nhân cũng chưa từng nhúng tay vào chuyện của đan đường, mà vì đáp lại tấm thịnh tình đó nên chúng ta đã làm cho đan đường trở thành trụ cột của Viêm Minh. Lần này minh chủ một mình ngăn cơn sóng dữ, quả thật chúng ta rất cảm kích nhưng nếu vì thế nhúng tay vào chuyện nội bộ đan đường thì chỉ sợ sẽ làm mọi chuyện sẽ rối loạn lên thôi. Bên chiếc ghế bên cạnh, một lão giả tóc dài sắc mặt hơi tái nhợt chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, Cổ Hà chau mày nhìn thoáng qua Pháp Mã ngồi bên cạnh, nhưng lão vẫn nhắm mắt không để ý tới, nên hiện tại Cổ Hà chỉ có thể nói. Minh chủ cũng là luyện dược sư, mà luyện dược thuật lại hơn xa ta, điều này chứng tỏ hắn không phải người ngoại đạo. Cổ đường chủ, không thể nói vậy được, hàng năm minh chủ vẫn ở bên ngoài. Đan đường bây giờ xưa đâu bằng nay, nhiều việc trong đó vô cùng phức tạp, chẳng lẽ minh chủ lại rõ ràng mọi chuyện hơn chúng ta? Lão giả được xưng là Liễu Xương thản nhiên trả lời, nói xong lại khẽ cười mỉm bồi thêm, với lại, luyện chế đan dược bát phẩm cũng không phải chuyện nói là làm được, việc thế này hẳn các vị hiểu rõ nhất. Thực lực minh chủ quả thực không thấp, nhưng không thể chứng minh hiện tại hắn có thể luyện chế được bát phẩm đan dược. Chúng ta đều là luyện dược sư thất phẩm cao cấp, hiển nhiên đều biết rõ thăng cấp luyện dược sư bát phẩm khó khăn đến cỡ nào. Hiện giờ minh chủ còn trẻ như thế, tỷ lệ đột phá chắc cũng không quá cao. Minh chủ có thể luyện chế được bát phẩm đan dược hay không vốn không phải chuyện chúng ta quản được. Dù sao thì ngày mai tất cả các ngươi đều phải đến đúng lúc, chỉ cần không có tật giật mình thì minh chủ sẽ không làm gì hết. Tốt lắm, giải tán đi. Cổ Hà nhướng mày, có vẻ không kiên nhẫn trầm giọng nói. Nghe Cổ Hà nói như vậy, cả Liễu Xương và lão giả kia đều cau mày nhưng không nói thêm điều gì nữa. Tại đan đường, dù sao danh vọng của Cổ Hà cũng cao hơn hai người, nên bọn họ liền chắp tay bái lễ rồi từng người một rời đi. Sau khi tất cả đã rời khỏi, đại sảnh trở nên trống trải hẳn. Cổ Hà ra hiệu cho những người khác lùi đi, sau đó nghiêng đầu nhìn sang Pháp Mã, cười khổ nói, Pháp Mã lão ca, ngươi thấy việc này thế nào? Mấy năm nay không khí trong đan đường thế nào hẳn ngươi cũng biết rõ. Ngươi không quá am hiểu về mặt quản lý nên mới dẫn đến việc hai người Liễu Xương kia dần trở nên lấn át trong đan đường.
Đến lúc này Pháp Mã mới chậm rãi mở mắt ra, tay cầm chén trà, giọng nói đều đều vang lên, lão phu đề nghị ngươi không cần phải bận tâm nhiều đến cái này. Hẳn ngươi có thể hiểu được thủ đoạn của minh chủ, lúc cần ra tay tàn nhẫn, hắn sẽ không hề do dự. Mặc dù đan đường có vai trò quan trọng nhưng lại không hề có áp lực với minh chủ, chuyện giải tán cũng không phải không thể xảy ra. Còn nữa, với tầm nhìn và thực lực minh chủ ngày hôm nay thì gần như không cần để cái đan đường nho nhỏ này trong mắt nữa. Lòng Cổ Hà chợt thắt lại. Hắn biết Pháp Mã là lão hồ ly đã thành tinh. Từ lúc khí thế hai người Liễu Xương bắt đầu lấn át chủ sự tới nay, Pháp Mã càng có thêm khuynh hướng thoái ẩn, bình thường vẫn thờ ơ không quản. Có điều không có ai trong đan đường dám coi thường tầm ảnh hưởng của lão. Dù sao đại đa số thành viên của đan đường đều là người của luyện dược sư công hội năm đó, bọn họ ít nhiều vẫn có sự tôn kính với Pháp Mã, hầu. Hết những người thế hệ trước của đan đường đều thuộc hệ phái của Pháp Mã. Hiện tại, đan đường nhất định phải thay máu. Với tính tình của minh chủ, hắn sẽ không để yên cho sự tình phát triển theo hướng này. May là tuy ngươi không am hiểu quản lý, nhưng chưa từng tham gia vào việc nào, chứ nếu không thì chỉ sợ ngươi sẽ khó thoát khỏi phần trách nhiệm này. Pháp Mã lại chậm rãi nói tiếp, tốt nhất bây giờ nên im lặng chờ đợi, đến ngày mai sẽ có không ít người gặp xui xẻo. Đối với sự tình lần này, Cổ Hà chỉ đành gật gật đầu, trên mặt hiện lên nụ cười đáng ngắt. Hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của sớm bình minh chiếu rọi lên ải huyền hoàng thì bên trong đan đường đã huyên náo vô cùng. Không ít luyện dược sư nhận được mệnh lệnh đã sớm thức dậy, sau đó nhanh chóng tập trung ngay quảng trường luyện đan của đan đường. Lúc này, ở nơi đó, cao tầng trong đan đường như Cổ Hà, đám người Pháp Mã đã có mặt ở đó từ lúc nào. Nhìn thấy trên khoảng sân rộng tập trung chừng hơn 100 luyện dược sư, Cổ Hà không khỏi cau mày. Hắn không tìm thấy hai người Liễu Xương và Ô Trấn trong đám đông này. Ai, hai người này thật hồ nháo quá mà. Thấy cảnh này, sắc mặt Cổ Hà không giữ được vẻ tự nhiên nữa. Quả nhiên hai lão già này tác oai tác quái thành tật rồi, ỷ bản thân là luyện dược sư thất phẩm mà nghĩ rằng không ai dám trị bọn họ. Ngay lúc Cổ Hà đang không ngừng âm thầm chửi mắng thì tâm thần chợt động, ngẩng đầu lên không trung thì chỉ thấy có mấy bóng người đang đạp không tiến đến. Cuối cùng, trong những ánh mắt soi mói, bóng dáng người được mong đợi nhất cũng hiện ra trên quảng trường, đầu lĩnh của bọn họ, Tiêu Viêm. Bái kiến minh chủ. Nhìn thấy Tiêu Viêm hiện thân, đám người Cổ Hà vội vàng kính lễ, mấy tên luyện dược sư còn lại cũng vội vàng phụ họa theo. Ánh mắt của Tiêu Viêm chậm rãi quét qua đám người, sau đó khẽ gật gật đầu. So với lúc mới bắt đầu thì quy mô bây giờ của đan đường đã được khuếch trương thêm rất nhiều, nên cũng khó trách nảy sinh những phiền toái như thế. Thân hình hắn chợt di động, xuất hiện ngay trên một thềm đá cao ngất của quảng trường, giọng nói thản nhiên. Hôm nay khai đỉnh luyện chế đan dược bát phẩm, các vị tận lực quan sát, ngày sau sẽ có rất nhiều lợi ích cho mọi người. Nghe những lời này, trong lòng không ít người bị chấn động sâu sắc. Mặc dù trước đó đã nghe ngóng được không ít tin tức, nhưng khi chính tai nghe thấy Tiêu Viêm nói ra thì mọi người đều sửng sốt. Đan dược phẩm chất như thế, cho dù dõi mắt cả Tây Bắc Đại Lục thì số người có thể luyện chế được cũng chỉ như phượng mao lân giác. Tiếng nói vừa dứt thì Tiêu Viêm cũng ngồi xếp bằng xuống thềm đá, bàn tay vung lên, dược đỉnh phiêu phủ trước mặt. Một gốc dược liệu tràn ngập năng lượng cường đại chợt xuất hiện rồi bay lượn xung quanh người hắn. Ha ha ha, tới chậm một bước, thiếu tí nữa là không được nhìn thấy minh chủ luyện đan rồi. Ngay lúc Tiêu Viêm chuẩn bị động thủ thì một tràng cười đột ngột vang lên, hai thân ảnh dẫn theo mấy chục người phía sau bước nhanh tới khoảng sân rộng. Một lão giả áo xám xuất hiện, nhìn Tiêu Viêm chắp tay kinh lễ, sau đó miệng cười khẩy nói to. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn chằm chằm đoàn người này, chậm rãi đảo qua đảo lại, một nụ cười khó hiểu chợt xuất hiện trên môi. Nếu đã đến thì xuống dưới ngồi đi. Nghe thanh âm bình thản không chút gợn sóng của Tiêu Viêm, khóe mắt cả Liễu Xương và Ô Trấn đều nhảy dựng lên. Bọn họ cảm giác được vị minh chủ thoạt nhìn còn rất trẻ này không hề dễ đối phó như trong tưởng tượng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cảm giác được ánh mắt đối phương lộ vẻ bất an. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại dù bị chèn ép thì với đẳng cấp luyện dược sư thất phẩm của bọn họ, nhìn khắp Tây Bắc Đại Lục thì cũng là cầm cờ đi trước. Ngay cả một thế lực như Viêm Minh đi chăng nữa, mất bọn họ sẽ là chuyện cực kỳ đau lòng. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn đám người kia một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, ngón tay khẽ búng ra. Ngọn lửa màu nâu tím gào thét vọt vào bên trong dược đỉnh, sau đó tay áo hắn vung lên,
gần mấy trăm loại dược liệu liền hiện ra trong tiếng kinh hô của tất cả mọi người. Các loại dược liệu không ngừng bay vào trong dược đỉnh, sau đó bị hỏa diễm luyện hóa ngay tức khắc. Toàn bộ quá trình luyện chế này sinh động lưu loát như mây trôi nước chảy, không hề đình chỉ một chút nào. Lần lượt từng gốc cây dược liệu được luyện hóa trong hỏa điểm, một luồng lực lượng linh hồn mênh mông mạnh mẽ, lấy Tiêu Viêm làm trung tâm mà từ từ khuếch tán ra. Phàm là những luyện dược sư cảm nhận được mức độ uy áp linh hồn đến bực này thì đều há hốc sừng sốt, sự kính sợ bao trùm cả khuôn mặt, đôi mắt của bọn họ. Liễu Xương và Ô Trấn cũng cảm ứng được điều này. Ngay lập tức, thân thể cả hai không ngừng run rẩy, trong mắt không thể giấu được sự sợ hãi. Uy áp linh hồn đến cỡ này, tuyệt đối chỉ có luyện dược sư bát phẩm mới phóng thích ra được. Nói cách khác, điều này đã chứng tỏ Tiêu Viêm thật sự đạt đến cảnh giới bát phẩm tông sư. Uy áp linh hồn thật khủng khiếp. Cổ Hà thở dài, miệng lẩm bẩm. Pháp Mã ở bên cạnh thì lại mỉm cười, chợt ánh mắt như vô tình liếc sáng hai người Liễu Xương đang trợn mắt há mồm. Trên khuôn mặt già nua của lão xuất hiện nụ cười lạnh lẽo. Những ngày tháng ngang ngược, càn rỡ của hai tên già này ở đan đường cũng đến lúc kết thúc rồi. Các bạn đang nghe chuyện Đấu Phá Thương Khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1382, Nghiêm Trị. Nhiệt độ nóng rực không ngừng tràn ra từ dược đỉnh màu hồng đậm kia, làm cho không khí cả vùng xung quanh trở nên khô nóng hẳn. Quá trình luyện chế đan dược bát phẩm cực kỳ rườm rà. Mấy trăm loại dược liệu kia, đối với một luyện dược sư bình thường mà nói, chỉ việc khống chế cho chúng lơ lửng thôi, đã đủ làm họ luống cuống tay chân rồi. Đương nhiên, với lực lượng linh hồn mênh mông như biển cả của Tiêu Viêm, những việc này hoàn toàn không có một chút cản trở nào. Từng gốc dược liệu mà đại đa số những luyện dược sư ở đây còn chưa từng nghe nói đến liên tục bay vào trong dược đỉnh. Hỏa diễm trong đó tùy ý quét qua, dược lực tinh thuần bên trong dược liệu đã được tinh luyện ra một cách hoàn mỹ, sau đó trôi nổi trong dược đỉnh. Trong lúc nhất thời, dược đỉnh trào ra từng luồng năng lượng tinh thuần đến kinh người. Nhất thủy đan này có thể dẫn tới ngũ sắc đan lôi, cấp bậc như thế cũng không quá khó khăn đối với Tiêu Viêm bây giờ. Những năm gần đây, lực lượng linh hồn hắn đã mạnh hơn lúc ở đan hội không biết bao nhiêu lần. Chính vì thế, mặc dù luyện chế nhất thủy đan có chút rườm rà phức tạp, nhưng vào trong tay Tiêu Viêm thì lại sinh động như nước chảy mây trôi. Luyện chế đan dược, đặc biệt là đan dược bát phẩm thế này thì thời gian tiêu tốn cũng không hề ngắn. Mặc dù Tiêu Viêm có dị hỏa tương trợ, nhưng đợi đến lúc có thể tinh luyện hết dược liệu thì nửa ngày đã trôi qua. Trên quảng trường, cả đám luyện dược sư đều chìm đắm trong quá trình luyện đan sinh động như lưu thủy hành vân của Tiêu Viêm, không hề cảm nhận được thời gian đã trôi qua bao lâu. Đồng thời, trong ánh mắt của họ đầy vẻ ngưỡng mộ, kính sợ. Những hành động của Tiêu Viêm đối với bọn họ mà nói hệt như thần thánh vậy. Trong quá khứ, bọn họ từng gặp qua nhiều vị luyện dược đại sư, nhưng vẫn chưa thấy được ai đạt đến mức kinh khủng như Tiêu Viêm cả. Dưới bầu không khí yên tĩnh này, thời gian 3 ngày cứ lặng lẽ trôi qua. Trong khoảng thời gian đó, những luyện dược sư bị quá trình luyện đan của Tiêu Viêm hấp dẫn đến ngày càng nhiều. Một số ít trong đó vốn không phải thuộc đan đường nhưng vẫn lưu lại trong ải huyền hoàng, nghe tin liền chạy tới. Đến sau cùng, cả quảng trường của đan đường đều bị vây chặt như nêm cối, trên, trời dưới đất đầy áp người với người. Mà về sau, khi động tĩnh càng ngày càng lớn, cuối cùng cũng làm kinh động đến những cường giả không phải luyện dược sư. Bởi vì sự uy hiếp từ Sư Minh Tông nên có không ít cường giả đang ở đây, họ đều đầu phục vào Viêm Minh. Trong những người này, một số ít rời đi sau khi Sư Minh Tông bị đánh bại, nhưng số người còn ở lại cũng khá nhiều. Hiện giờ, toàn bộ căn cứ đều bị quá trình luyện đan thu hút về đây. Khi người đến quan sát càng lúc càng nhiều, Thải Lần đành phải vận dụng cường giả Viêm Minh đi ổn định trật tự, lúc này nhất quyết không thể để quá trình luyện chế của Tiêu Viêm gặp bất kỳ sự quấy nhiễu nào. Tình huống vô số người chăm chú theo dõi như thế kéo dài thêm 3 ngày nữa. Oanh! Khi Tiêu Viêm đắm chìm trong quá trình luyện chế đan dược đó được 8 ngày, đột nhiên nhiều tiếng sấm trầm thấp vang lên trên bầu trời không gợn chút mây. Không ít cường giả nhạy cảm có thể cảm nhận được năng lượng thiên địa khu vực này trở nên dữ dội như muốn bộc phát. Khi mọi người bắt đầu náo loạn vì tình huống trước mắt, bầu trời chợt bị che phủ bởi mây đen dày đặc. Trong lúc mơ hồ, có từng tia sét như ngân xà chớp giật bay múa, xuyên qua cả không gian.
nhìn bầu trời quang đãng đột nhiên dày đặc mây đen, bên trong căn cứ Huyền Hoàng náo loạn hẳn lên. Không ít cường giả sắc mặt xám xịt, bọn họ có thể cảm giác được bên trong đám lôi vân kia ẩn chứa nguồn năng lượng phong bạo mạnh đến nhường nào. Nếu nó bổ xuống căn cứ thì gần như cả khu vực này sẽ bị oanh tạc đến mức nát vụn hơn nửa. Trong lúc Ải Huyền Hoàng lâm vào cảnh náo loạn, Tiêu Viêm vốn vẫn nhắm mắt ngồi trên thềm đá mấy ngày nay chợt chậm rãi mở mắt ra. Ngay khoảnh khắc đó, lôi vân phía cuối chân trời ùa về nhanh chóng như bị thứ gì đó lôi kéo. Lôi vân sôi trào, sau đó dần trở nên huyễn lệ, trải qua chừng 2 phút ngắn ngủi, lôi vân đen kịt đã xoay chuyển, hóa thành lôi vân ngũ sắc hoa mỹ trước ánh mắt rung động của mọi người. Đây là ngũ sắc đan lôi rực rỡ trong truyền thuyết sao? Nhìn lên ngũ sắc lôi vân bao phủ cả bầu trời, trên khuôn mặt tất cả những luyện dược sư ở đây đều hiện lên sự sùng kính và cuồng nhiệt. Có rất nhiều luyện dược sư dùng hết cả đời mình vẫn không có cách nào thu hút được loại đan lôi này đến. Đích xác là ngũ sắc đan lôi, cả Cổ Hà và Pháp Mã đều ngước nhìn bầu trời, ai nấy khẽ thở dài. Nhìn thân ảnh cao gầy của Cổ Hà, ai tinh ý sẽ thấy thấp thoáng bộ dạng thất bại, khó trách Vân Vận luôn chung tình với hắn, thiên phú cỡ này thì Cổ Hà tự nhận không cách nào đạt tới. Ầm, lôi vân chợt sôi trào, những tiếng sấm sét ầm ầm đột ngột vang lên. Một luồng ngũ sắc đan lôi khổng lồ lớn chừng trăm trượng bất chợt bổ về phía Tiêu Viêm. Cảm giác được nguồn năng lượng đáng sợ ẩn chứa bên trong đan lôi, cho dù là đám người Thải Lân cũng không nhịn được mà phải biến sắc. Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu nhìn ngũ sắc đan lôi đang đánh đến như một con cự long xé rách bầu trời. Hắn liền cong ngón tay búng ra, một thân ảnh màu vàng nhạt xuất hiện, lao lên đụng mạnh vào luồng đan lôi kinh khủng kia. Phốc! Hai bên va chạm với nhau, đan lôi nhìn vô cùng hung mãnh kia lại biến mất trong nháy mắt mà không để lại bất cứ tăm tích nào, làm cho mọi người ở đây ai nấy sững sờ. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào thân ảnh màu vàng nhạt kia, lại bất ngờ phát hiện một khuôn mặt vô cảm, ánh mắt trống rỗng, đây đúng là Thiên Yêu Khôi của Tiêu Viêm. Ầm ầm, bị Thiên Yêu Khôi thôn phệ mất đạo đan lôi, lôi vân trên bầu trời bỗng như phát nộ. Điên cuồng chút xuống thêm một đạo ngũ sắc lôi trụ, có điều nó vẫn không thể vượt qua được sự ngăn chặn của Thiên Yêu Khôi. Cảnh đan lôi điên cuồng tàn bạo như thế kéo dài gần 10 phút. Màu sắc nó nhạt dần, mà lôi vân đáng sợ kia cũng từ từ tiêu tán trong ánh mắt hồi hộp của mọi người. Uy lực của đan lôi do bát phẩm đan dược dẫn phát quả nhiên thật đáng sợ, cỡ này thì cho dù là cường giả đấu tôn cũng nuốt không trôi. Thấy đan lôi kia từ từ tiêu tán, không ít người ở đây âm thầm líu lưỡi, đan dược cấp bậc thế này quả thật không phải dành cho người bình thường luyện chế. Thấy đan lôi đã biến mất, Tiêu Viêm vẫy nhẹ tay thu Thiên Yêu Khôi về lại trong nạp giới. Hắn cong ngón tay rồi búng ra, nắp đỉnh tự động bật lên, một luồng ánh sáng đỏ rực phóng ra ngoài nhanh như chớp. Vừa muốn bỏ chạy đi thật xa thì đã bị bàn tay Tiêu Viêm chộp lấy, kình phong vô hình trói chặt lấy nó, cuối cùng hắn bỏ vào trong bình ngọc, thu vào nạp giới. Minh chủ uy vũ, nhìn thấy quá trình luyện đan của Tiêu Viêm đã thành công, nhất thời xung quanh vang lên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Sắc mặt phần đông luyện dược sư đều đỏ lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn thân ảnh trước mắt. Đây là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy luyện dược sư cấp bậc này, loại đan lôi kinh khủng đến thế này. Đối diện với tiếng hoan hô như muốn bài sơn đảo hải kia, Tiêu Viêm chỉ khẽ mỉm cười, nâng cánh tay lên. Ánh mắt bình tĩnh đảo qua từng khuôn mặt đám người luyện dược sư của đan đường, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt run run của hai người Liễu Sương và Ô Trấn. Mà sắc mặt của họ lúc này rất mất tự nhiên, không dám đối diện với Tiêu Viêm. Lần này tập trung người của đan đường đến đây, luyện đan chỉ là ý thứ nhất. Nghe được giọng nói thản nhiên của Tiêu Viêm, toàn trường lặng ngắt như tờ, một số người bắt đầu đứng ngồi không yên, tựa hồ đều dự cảm được chuyện gì sắp sửa phát sinh. Đan đường và Viêm Minh là một, và cũng không hề phân chia cao thấp với các phân đường khác. Nhưng mấy năm gần đây, một số người nảy sinh tự cao kiêu ngạo, xem Viêm Minh như không khí, tư lợi cho bản thân, dẫn đến nội bộ bất hòa, đấy rõ ràng là tội rất to lớn. Sắc mắt Tiêu Viêm lạnh xuống, trầm giọng quát lớn, tiếng quát quanh quẩn không dứt bên tai mọi người. Ở chỗ này của ta có một bảng danh sách mô tả đầy đủ tên, tội. Bàn tay Tiêu Viêm chợt nắm chặt lại, một quyển trục xuất hiện, sau đó hắn ném về phía Thải Lần, trầm giọng nói, đọc. Nghe được giọng nói uy nghiêm của Tiêu Viêm, trong lòng không ít người ở đây đều phát lạnh, nơm nớp lo sợ. Thải Lân đón lấy quyển trục,
đôi mắt lạnh lùng quét qua những cái tên trong đó. Đây đều là những kẻ kiêu ngạo ương ngạnh, có người thậm chí còn gây ra những mối họa không nhỏ. Vì cố kỵ tầm quan trọng của đan đường nên trước kia Thải Lân đành phải nhắm mắt cho qua. Nhưng lần này Tiêu Viêm đã trở về, nàng không cần phải để ý đến những điều như vậy nữa. Tổ một đan đường, hồ cố, không nghe theo mệnh lệnh, ngạo mạn kiêu căng, từng vì việc tư làm chậm trễ việc vận chuyển đan dược, dẫn đến chuyện mấy trăm huynh đệ Viêm Minh tử nạn. Tổ hai đan đường, hạ Viêm Minh, âm thầm tham ô dược liệu của Viêm Minh. Bị người khác tố cáo, không những không nhận tội mà lại đả thương người kia. Tổ một đan đường. Từng cái tên một được đọc ra từ miệng Thải Lân, sắc mặt một số luyện dược sư của đan đường đều trở nên trắng bệch. Đan đường trưởng lão Liễu Xương, Ô Trấn, kể công kiêu ngạo, không phục tùng mệnh lệnh, gặp chiến thoái lui. Âm thầm buôn bán đan dược Viêm Minh, tư lợi cho bản thân. Ngay lúc lời nói cuối cùng của Thải Lân vang vọng khắp quảng trường, phía dưới không khỏi ồ lên kinh ngạc. Sắc mặt Liễu Xương và Ô Trấn trắng bệch, không thể ngờ rằng Tiêu Viêm lại dám ra tay với hai người họ. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tất cả những việc này đều xử lý theo quy định của Viêm Minh, không ai được miễn tội. Giọng nói điềm nhiên của Tiêu Viêm vang lên, Minh chủ. Cả Liễu Xương và Ô Trấn đều bật đứng dậy, phẫn nộ quát to, hai người chúng ta là luyện dược sư thất phẩm cao cấp. Đan đường phát triển đến hôm nay, công lao chúng ta cao đến. Ngất trời, hôm nay ngươi muốn qua cầu rút ván hay sao? Công không đủ bù tội. Cơ chế quản lý của Viêm Minh không hề lỏng lẻo, bất luận kẻ nào vi phạm cũng phải bị nghiêm trị. Tiêu Viêm quát lạnh. Nếu cứ tùy ý để đan đường phát triển như thế thì sớm hay muộn cũng sẽ thành nội loạn cho Viêm Minh. Vì vậy, những lúc cần phải hạ thủ tàn nhẫn, Tiêu Viêm nhất định sẽ không chùn tay. Vô liêm sỉ, ai mà thèm cái chức trưởng lão đan đường này chứ, lão phu không làm nữa. Sắc mặt Liễu Xương và Ô Trấn hoàn toàn trắng bệch, một lát sau mới phát ra tiếng cười lạnh lẽo, phất tay áo quát to, có ai nguyện đi theo hai người bọn ta. Nghe được lời này của lão, đám luyện dược sư đang đứng trên quảng trường đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng có một số thân tín và những người bị nêu tên lúc trước đều vội vàng đi ra, vì bọn họ biết nếu lưu lại sẽ chỉ gặp xui xẻo mà thôi. Thấy biểu hiện của đám người này, cả Liễu Xương và Ô Trấn đều không nhịn được mà phát ra giọng cười đắc ý. Nhìn Tiêu Viêm khinh khỉnh nói, Minh chủ đại nhân, nơi này không giữ thì tất sẽ có nơi khác, cáo tử. Nhìn đám người Liễu Xương định xoay ngươi rời đi, trên khuôn mặt Tiêu Viêm chợt xuất hiện một nụ cười, chậm chậm hỏi, Thải Lân, kẻ phản bội Viêm Minh phải xử trí ra sao? Khóe môi Thải Lân nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, thản nhiên đáp, giết không tha. Nghe được lời tuyên bố của Thải Lân, đám người Liễu Xương vừa định rời đi kia chợt cứng đơ cả người. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1383, giải quyết. Nghe được giọng nói lạnh như băng của Thải Lân, cước bộ của mấy người Liễu Xương chợt cứng ngắc. Một lát sau, Liễu Xương và Ô Trấn xoay mạnh người lại, tức giận nói, thế nào? Chẳng lẽ Viêm Minh dám giết sạch chúng ta trước mặt nhiều người như vậy sao? Tiêu Viêm chắp hai tay sau lưng, ánh mắt đạm mạc quét qua đám người Liễu Xương. Giọng nói bình thản vang vọng bên tai mỗi người, Viêm Minh có quy định của riêng nó, chứ không phải là một tổ chức lỏng lẻo. Nếu vì việc này mà có người muốn rời khỏi Viêm Minh thì cứ tự nhiên. Nhưng đã gây tội mà còn muốn ngang nhiên rời đi thì ngươi quá không coi Viêm Minh ra gì rồi. Mấy năm nay, hai người các ngươi ngang ngược càn rỡ, làm loạn đan đường của ta, làm nhân tâm trong nội bộ Viêm Minh bất ổn. Đây chính là tội lớn. Nếu chỉ nói vài câu là xong thì chẳng lẽ sau này người có tội trong Viêm Minh cứ ngang nhiên rời đi như vậy sao? Nếu vậy Viêm Minh đâu cần thiết phải tồn tại nữa. Sắc mặt Tiêu Viêm lạnh như băng, sát ý trong lòng càng nồng đậm hơn rất nhiều. Hai tên già này hoàn toàn là sâu mọt, nếu hôm nay cứ tùy ý để chúng rời đi như vậy, những quy định của Viêm Minh đều sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Đã như vậy thì sau này sao có thể phục chúng? Nghe được tiếng quát lạnh lùng của Tiêu Viêm, đám luyện dược sư của đan đường đang có mặt trên quảng trường đều cúi thấp đầu xuống. Mấy năm nay, bọn họ dần nảy sinh sự kiêu ngạo vì vị trí đặc biệt của đan đường trong Viêm Minh. Bây giờ nghe tiếng quát này của Tiêu Viêm, trong lòng tất cả đều đổ mồ hôi lạnh. Da mặt Liễu Xương và Ô Trấn hơi run lên, cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của những thành viên Viêm Minh đứng xung quanh,
trong lòng cả hai cũng có phần hoảng loạn. Sự tình phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ. Vốn cả hai còn cho rằng, với thân phận luyện dược sư thất phẩm cao cấp của mình, dù đi đến nơi nào cũng sẽ được tôn làm thượng khách mà tiếp đãi. Không ngờ rằng tên Tiêu Viêm này lại không khách khí như thế. Vậy rốt cuộc là ngươi muốn gì? Liễu Xương cắn răng, gằn giọng hỏi. Không phải ta muốn thế nào, mà là quy định thế nào, ta liền làm như vậy. Tiêu Viêm vẫn thản nhiên đáp. Nghe vậy, sắc mặt Liễu Xương và Ô Trấn đại biến. Dựa theo quy định của Viêm Minh, những tội mà hai bọn họ phạm phải chắc phải chết vài ba lần mới triệt tiêu nổi. Bắt lấy chúng, khuôn mặt Thải Lân lạnh như băng, lạnh giọng quát. Rõ. Nghe được tiếng quát của Thải Lân, những cường giả của Viêm Minh đang âm thầm đợi lệnh kia chợt vọt mạnh về phía đám người Liễu Xương. Khốn kiếp, nghĩ bọn ông sợ tên nhãi vắt mũi chưa sạch như mày chắc. Thấy thế, trong lòng Liễu Xương và Ô Trấn đều hoảng loạn. Gầm mạnh lên một tiếng, đấu khí bùng phát ra từ cơ thể, cường ngạnh đánh văng vài tên cường giả Viêm Minh vừa lao tới bên cạnh ra. Thân hình chợt động, hóa thành hai đạo lưu quang chạy trốn về phía xa. Còn muốn chạy, Tiêu Viêm khẽ liếc mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Bàn tay đưa về phía hai người rồi chợt nắm chặt, mảnh không gian phía đó liền đọng lại trong nháy mắt, mà thân hình của hai lão già kia cũng bị giam ở bên trong. Tiêu Viêm tiện tay phẩy một cái như đuổi ruồi, thân thể hai người liền hung hăng tạp mạnh xuống mặt đất. Phốc, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp làm cho hai người Liễu Xương phun ra một búng máu, sắc mặt thì trắng bệch. Còn không đợi hai người tức giận mắng ra tiếng, một cây trường thương lóe lên hàn quang đã chĩa thẳng vào đầu. Minh chủ đại nhân, bỏ qua cho hai chúng ta. Nhất định sau này chúng ta sẽ tận lực cống hiến cho Viêm Minh. Đấu khí trong cơ thể bị một trưởng của Tiêu Viêm đánh cho sơ xác. Giờ phút này, rốt cuộc hai người Liễu Xương mới cảm thấy sợ hãi, vội vàng hô lớn. Viêm Minh thiết quy, sẽ không bởi thay đổi vì bất cứ ai. Tiêu Viêm đạm mạc liếc mắt nhìn hai người này một cái. Tay áo vung lên, một đám cường giả như lang như hổ của Viêm Minh lập tức ùa đến, trực tiếp lôi hai người vào sâu trong đan đường. Về phần những kẻ phạm tội lúc trước định đi theo hai người họ cũng đã bị bắt sạch rồi kéo vào đan đường. Trong lúc nhất thời, những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng trong quảng trường. Tiếng kêu dần nhỏ đi, nhưng bầu không khí yên tĩnh vẫn bao trùm cả mảnh. Sân rộng, áo bào của tất cả luyện dược sư đan đường đều đã bị mồ hôi thấm ướt, không một ai có đủ can đảm để lên tiếng cả. Cổ Hà, nghe được tiếng gọi của Tiêu Viêm, trong lòng Cổ Hà cũng khẽ run, vội cung kính đáp. Ngươi thân là đường chủ của đan đường xảy ra chuyện như vậy, ngươi cũng không thể trốn được trách nhiệm. Từ hôm nay trở đi, giáng chức từ đường chủ xuống phó đường chủ. Tăng Pháp Mã đại sư từ trưởng lão lên đường chủ mới. Nghe được thanh âm nhàn nhạt của Tiêu Viêm, Cổ Hà và Pháp Mã đều cung kính đáp. Tiêu Viêm bây giờ đã không giống năm đó. Bây giờ hắn đã có đủ thực lực để xử trí bất cứ kẻ nào. Có phạt thì ắt có thưởng. Mấy năm nay, quả thực đan đường phát triển cũng rất nhanh. Đây là một cuốn pháp quyết tu luyện linh hồn thời viễn cổ, có thể giúp luyện dược sự đột phát đến bát phẩm. Tất cả luyện dược sư đạt đến thất phẩm của đan đường, sau khi có một lượng cống hiến nhất định thì đều có quyền tham khảo. Về phần những người cấp bậc thấp hơn, sau khi có đủ cống hiến với Viêm Minh thì cũng sẽ được xem một phần. Thứ này có thể giúp cấp bậc luyện dược của các vị tăng nhanh hơn, mong các vị khổ tu chăm chỉ. Dứt lời, Tiêu Viêm khẽ búng tay ra, một chiếc quyển trục liền bay về phía Cổ Hà và Pháp Mã trong ánh mắt kinh ngạc của hai người. Đây là pháp quyết tu luyện linh hồn thời viễn cổ. Nơi này có không ít luyện dược sư, hơn nữa còn có một bộ phận không phải luyện dược sư của Viêm Minh. Nhưng khi nghe được những điều Tiêu Viêm nói, trên khuôn mặt tất cả đều hiện lên vẻ khó tin. Bọn họ là người hiểu rõ nhất lực lượng linh hồn quan trọng đến thế nào với luyện dược sư, nhưng lại chưa từng nghe nói linh hồn cũng có thể tu luyện. Dù vậy, bọn họ cũng biết, lấy thân phận của Tiêu Viêm, hắn sẽ không nói những điều vô căn cứ trước mặt nhiều người như vậy. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả đều trở nên nóng rực. Không ngờ ra, nhập đan đường lại có chuyện tốt như vậy, xem ra phải tìm cơ hội gia nhập rồi. Tất cả đám luyện dược sư ở đây đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hai người Cổ Hà, trong lòng lại, âm thầm suy nghĩ. Tuy quy định của Viêm Minh rất nghiêm ngặt, nhưng nếu vào đó có thể đề cao năng lực thì nhẫn nhịn một chút cũng chẳng sao. Và lại,
đám người Liễu Xương lúc trước hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Với tội danh của bọn chúng, đổi lại một tông phái hay thế lực khác thì sớm đã bị Lăng Trì xử tử từ lâu rồi, đâu còn thời gian cho chúng diễu võ dương oai nữa. Pháp Mã và Cổ Hà nắm chặt lấy quyển trục, bọn họ đã từng nghe nói linh hồn cũng có thể tu luyện, nhưng loại pháp quyết này sớm đã thất truyền, không ngờ được rằng Tiêu Viêm lại có được nó. Thêm một điều nữa, hắn dĩ nhiên còn dùng làm phần thưởng cho hai người. Trong lòng hai người rất vui mừng, nhưng họ lại không hề biết đây cũng chỉ là một phần của pháp quyết mà thôi. Nhưng với bọn họ bây giờ mà nói, nó đã có lợi ích khá lớn rồi. Ngày sau, đợi đến lúc họ thật sự làm ra nhiều cống hiến cho Viêm Minh, tất nhiên Tiêu Viêm sẽ giao nốt phần còn lại ra. Nhìn không khí được hâm nóng trong chốc lát trên quảng trường, Thải Lân cũng thầm thở phào một hơi. Nàng có chút bận tâm về việc nghiêm trị đám Liễu Xương như vậy sẽ dẫn đến việc những người khác vì sợ hãi mà rời khỏi Viêm Minh. Nhưng không ngờ rằng Tiêu Viêm còn có một chiêu này, vừa đánh vừa xoa, đem những tên ngày thường đặt hai mắt lên đầu này trị đến mức phải cung cung kính kính. Thậm chí cả nhân vật cỡ như Cổ Hà cũng phải cảm kích từ tận đáy lòng. Người này, mấy năm nay đã trưởng thành hơn trước kia rất nhiều rồi. Thải Lân quay đầu lại, nhìn thoáng qua khuôn mặt của Tiêu Viêm, thấp giọng tự nhủ trong lòng. Trong lòng Thải Lân rất hiểu, trải qua chuyện giết gà dọa khỉ này, chắc chắn về sau đan đường sẽ có những bước chuyển biến tốt đẹp hơn. Chỉ khi đan đường không còn, là một khối ung nhọt như trước kia thì Viêm Minh mới có thể tiếp tục phát triển, sau đó chân chính xưng bá cả đại lục Tây Bắc. Sau khi xử lý xong việc của đan đường, Tiêu Viêm cũng nghỉ ngơi 2 ngày ở ải Huyền Hoàng. Luyện chế đan dược bát phẩm, tóm lại vẫn sẽ có chút mệt mỏi. Nhất thủy đan này thực sự thích hợp với Tiêu Tiêu sao? Trong căn phòng thoang thoảng hương thơm, nhìn viên đan dược mà Tiêu Viêm luyện chế mấy ngày trước, Thải Lân có chút bận tâm nói. Nếu đã là đan dược bát phẩm, chắc chắn dược lực của nó sẽ không yếu. Mà tuy thể chất của Tiêu Tiêu đã khá mạnh, nhưng nàng vẫn có phần không yên tâm. Yên tâm đi, tuy nhất thủy đan là đan dược bát phẩm nhưng dược lực của nó lại rất ôn hòa, vô cùng thích hợp với Tiêu Tiêu bây giờ. Dược lực của nó vẫn sẽ tồn tại trong cơ thể Tiêu Tiêu, sau này khi con bé lớn lên, dược lực sẽ dần dần cải tạo cả thân thể, làm cho nó trở nên hoàn mỹ. Tiêu Viêm mỉm cười, mặc dù không thể nói ăn nhất thủy đan sẽ trở nên hoàn mỹ, nhưng Tiêu Tiêu đã có một trụ cột rất tốt từ trước rồi. Mà những điều hắn làm chỉ là củng cố cho nó vững vàng hơn mà thôi. Nghe Tiêu Viêm cam đoan như vậy, Thải Lân chỉ đành gật đầu nhìn Tiêu Viêm nhét viên đan dược vào miệng Tiêu Tiêu. Đan dược vừa vào miệng thì đã hóa thành một đạo quang mang nhu hòa trượt vào thân thể cô bé, sau đó chậm rãi dừng ở phía bụng, hào quang từ từ phát tán ra. Mà lúc này Tiêu Tiêu cũng ngáp một cái, trên mặt xuất hiện vẻ mệt mỏi, hai mắt chậm rãi đóng lại. Đây là biểu hiện của dược lực đã phát tán sơ bộ, đợi lúc nó tỉnh lại là xong. Tiêu Viêm cười nói, nghe vậy, Thải Lân cũng khẽ gật đầu, cúi người xuống vuốt ve cơ thể Tiêu Tiêu. Trên khuôn mặt lãnh diễm hiện lên nụ cười tràn đầy mẫu ái. Thấy vậy, Tiêu Viêm một bên hơi thất thần, nhẹ giọng nói, đại ca nói chúng ta hãy tổ chức một hôn lễ đơn giản của Tiêu gia, coi như chính thức, cưới nàng về. Nàng thấy thế nào? Nghe được lời này của Tiêu Viêm, thân thể Thải Lân khẽ run lên. Thấy thân thể nàng cứng ngắc lại, Tiêu Viêm từ từ bước đến, lại nhìn thấy khuôn mặt vốn lãnh diễm kia vào giờ phút này lại trở nên đỏ bừng như say rượu, càng ngắm càng cảm thấy xinh đẹp động lòng người hơn. Nhìn người ngọc gần ngay trước mắt, trong lòng Tiêu Viêm cũng nóng lên, vươn tay ôm lấy vòng eo mềm mại như không xưa kia. Hắn mỉm cười, chợt cúi đầu hôn xuống trong ánh mắt có hơi động tình của Thải Lân. Nhất thời, trong căn phòng ấm áp chợt rạt rào xuân ý. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1384, phân phó trước khi đi. Giải quyết xong phiền toái ở Sư Minh Tông và Đan Đường, những ngày kế tiếp Tiêu Viêm không có việc gì làm. Viêm Minh tuy lớn nhưng nhờ có đám người Thải Lân, Tiêu Đỉnh quản lý những năm này đã tương đối hoàn thiện. Sau trận đại chiến, bọn họ sẽ từ từ an bài thỏa đáng, căn bản không cần Tiêu Viêm nhúng tay vào. Bản thân Tiêu Viêm hiển nhiên mừng rỡ vì được thanh nhàn, thường xuyên dẫn Tiêu Tiêu đi chơi, hưởng thụ cảm giác làm phụ thân. Trong đoạn thời gian này, Tiêu Viêm cũng lợi dụng thời gian rảnh sử dụng quyển trục không gian trùng động mà Dược Lão đưa cho.
Huyền Hoàng Quan Ải cách Gia Mã Đế Quốc không xa, hơn nữa nơi này là cứ điểm hết sức trọng yếu, vì vậy không gian trùng động nối thông tinh vẫn các với nơi này. Sau này chỉ cần bên nào có phiền toái, song phương sẽ có thể cứu viện nhau rất nhanh. Mà không gian trùng động thành lập không thể nghi ngờ đã giúp cho thực lực Viêm Minh Ám Địa gia tăng rất lớn. Nhờ có Tinh Vẫn Các ở phía sau ủng hộ, phía Tây Bắc Đại Lục đã không còn thế lực nào có thể sánh ngang Viêm Minh, xưng bá Tây Bắc Đại Lục chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Viêm cũng xem qua một ít tình báo về Viêm Minh phát triển trong từng giai đoạn. Trong đó làm cho hắn kinh ngạc nhất là nhị ca Tiêu Lệ đã xây dựng Tiêu Môn ở Hắc Giác Vực mấy năm trước dung nhập vào Viêm Minh, coi như là một cứ điểm của Viêm Minh. Nhờ có Viêm Minh và lực lượng bàn môn mà Tiêu Viêm tạo ra khi còn ở trong nội viện. Những năm này Tiêu Môn phát triển tương đối nhanh, trong lúc mơ hồ đã trở thành tồn tại độc bá một vùng Hắc Giác Vực. Nhiều năm gầy dựng thế lực, ngày sau chỉ cần đợi đến thời cơ chín muồi, Viêm Minh, Tiêu Môn và Tinh Vẫn Các sẽ tập trung lại. Suy nghĩ đơn giản là có thể tưởng tượng được cỗ lực lượng này mạnh đến mức nào. Đây sẽ là một thế lực cường hãn ở đấu khí đại lục, tiềm lực như vậy quả nhiên là không thể đo lường nổi. Sâu trong Viêm Minh, trong một đình viện u tĩnh, ba huynh đệ Tiêu Viêm tụ tập ở chỗ này, phía trước cách đó không xa là Thải Lân đang chơi đùa với Tiêu Tiêu. Cô bé cứ cười khanh khách chạy nhảy trong đình viện, làm cho nơi này tràn đầy sinh cơ trong sáng. Tiêu Viêm đã nhiều năm chưa từng hưởng thụ qua cuộc sống an tường thế này. Nhìn Thải Lân chơi đùa với Tiêu Tiêu, Tiêu Viêm không nhịn được nở nụ cười vui sướng. Chỉ cần ở trước mặt Tiêu Tiêu, vị phó minh chủ của Viêm Minh sẽ lộ ra nét tràn đầy tình thương của mẹ, bộ dạng này làm cho người xem tâm thần dao động. Trong mấy ngày này, Tiêu Viêm và Thải Lân tiến hành hôn lễ đơn giản ở Tiêu gia, dưới sự chủ trì của Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Hôn lễ diễn ra không long trọng lắm, chỉ có Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ làm đại diện, trên đời có câu huynh trưởng như cha, có Tiêu Đỉnh Tiêu Lệ ở chỗ này xem như đầy đủ nghi thức rồi. Cho dù như thế nào, những năm này Thải Lân làm việc cho Tiêu gia và Viêm Minh đủ khiến cho Tiêu Viêm vô cùng áy náy, hiển nhiên hắn phải cấp cho nàng một danh phận rõ ràng. Trong đình viện, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nghe Tiêu Viêm kể lại thời gian đi lịch lãm không khỏi sinh ra cảm giác kinh tâm động phách. Bọn họ dĩ nhiên biết Viêm Minh tồn tại và phát triển không hề dễ dàng, nhưng Tiêu Viêm cũng đồng dạng lần lượt đột phá qua từng giai đoạn đau khổ tột cùng. Nghĩ đến đây trong lòng hai người khẽ thở dài, nhìn người thanh niên cứng cỏi ở trước mặt gánh vác gánh nặng của toàn gia tộc, một mình hắn đảm nhiệm hết tất cả mọi việc. Nếu như đổi thành một người khác, chỉ sợ đã sớm bị đè sập rồi, vì gia tộc, vì phụ thân, có thể nói là Tiêu Viêm đã liều cả mạng để tăng cường thực lực. Tam đệ, những năm này cực khổ rồi. Nghe thấy đại ca Tiêu Đỉnh bất chợt nói một câu như thế, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra, sau đó mỉm cười, nhẹ giọng nói, làm tốt mới có thể giúp cho một nhà chúng ta đoàn tụ, khổ cực nho nhỏ tính là gì chứ? Đại ca, nhị ca vì bảo toàn ta, ngay cả mạng mình cũng có thể giao ra, nếu như ta không làm được thì quả thật thiếu mất nhân tính rồi. Ba huynh đệ liếc mắt nhìn nhau rồi cùng cười cười sảng khoái, hết thảy những chuyện này chính là vì máu mủ tình thâm chảy trong huyết mạch, không cần phải nhiều lời làm gì. Thải Lân đứng ở xa nhìn thấy ba huynh đệ nói chuyện vui vẻ như thế, trên mặt cũng nở nụ cười gian xảo, ai già, may mà năm đó mình khôn, nắm lấy anh Viêm sớm, bằng không thì. Cảm giác của người nhà làm cho nội tâm nàng thoải mái, những năm này khổ cực xem như đáng giá. Không nghĩ tới Tiêu gia chúng ta vẫn còn bối cảnh cỡ này trong đình viện, nghe Tiêu Viêm kể về chuyện tình Tiêu tộc, hai người Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đồng thời lộ vẻ kinh hãi. Hiển nhiên là không ngờ tới Tiêu gia vốn chỉ có một chút danh tiếng ở Ô Thản Thành lại là Tiêu tộc, một trong viễn cổ bát tộc từng nổi tiếng khắp đấu khí đại lục. Nhưng chúng ta đã không còn huyết mạch lực của Tiêu tộc, một tia cuối cùng đã bị tổ tiên Tiêu Huyền truyền thừa cho ta. Tiêu Viêm khẽ thở dài não ruột, thân thể nằm dài trên ghế, nói, Tiêu gia, sở dĩ bị thế lực hồn điện theo dõi là vì Tiêu gia có xuất xứ từ Tiêu tộc. Nếu đúng như lời ngươi nói, huyết mạch lực Tiêu gia đã hoàn toàn khô kiệt, vậy thì tại sao lần này hồn điện còn chú ý? Căn cứ tình báo ta nhận được, cường giả hồn điện có lẽ là muốn chiếm lấy huyết mạch lực của Tiêu gia chúng ta. Tiêu Đỉnh cau mày, trầm giọng nói. Tiêu Viêm nhịp nhàng gõ gõ ngón tay trên thành ghế, trầm ngâm suy nghĩ mà trong lòng cũng rất nghi ngờ, đám người hồn điện kia đến tột cùng là muốn thứ gì. Bây giờ trong cơ thể những thành viên Tiêu gia đã không còn nửa điểm huyết mạch lực. Cho dù bọn họ bắt đi thì có tác dụng gì chứ?
chẳng lẽ chỉ dùng làm con tin đòi hắn giao Đà Xá Cổ Đế Ngọc? Nhưng nếu muốn làm như thế, chỉ cần một mình phụ thân đã đủ lắm rồi, bắt giữ những người khác ngược lại quá dư thừa. Không biết đám người hồn điện đang giở trò quỷ gì nữa. Tiêu Viêm lắc đầu nhưng trong lòng bắt đầu cảnh giác, hồn điện làm những chuyện không có liên hệ gì với nhau, nếu bọn họ cảm thấy hứng thú đối với Tiêu gia tộc nhân, tất nhiên là có mục đích nào đó. Yên tâm, hôm nay Tiêu gia đang từ từ phát triển rất tốt, hơn nữa chúng ta đã phân tán ở trong Viêm Minh. Hồn điện tuyệt đối không thể bắt giữ toàn bộ bọn họ, đợi sau này thế lực chúng ta đủ cường đại sẽ triệu tập tộc nhân về một chỗ. Nhìn thấy Tiêu Viêm nhíu mày trầm tư, Tiêu Đỉnh mỉm cười nói. Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu, đại ca trước giờ an bài rất cẩn thận, trải qua sự tình năm đó, hắn hiển nhiên không để lặp lại chuyện này. Nhị ca, ta có một quyển bí pháp, ngươi dựa theo đó tu luyện. Lựa ra một vài tộc nhân ưu tú rồi truyền thụ xuống. Tiêu Viêm vừa nói vừa lấy Thiên Hỏa Tam Huyền Biến ra đưa cho Tiêu Lệ. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến là tiên tổ Tiêu Huyền sáng tạo ra, có thể dùng phương thức đặc thù giúp tộc nhân tu luyện ra tộc văn. Tuy nói những tộc nhân khác đã không, còn huyết mạch lực không có cách nào phát huy uy lực Thiên Hỏa Tam Huyền Biến lên trình độ lớn nhất, nhưng bất kể nói thế nào cũng có thể gia tăng thực lực lên không ít. Về phần hỏa diễm dùng để tu luyện Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, bọn họ tự nhiên không cần dị hỏa, chỉ cần tìm kiếm thú hỏa thích hợp là được rồi. Đối với những thứ Tiêu Viêm đưa ra, Tiêu Lệ nhận lấy không hề khách khí. Bởi vì hắn biết trên người Tiêu Viêm không bao giờ có đồ nát, nếu hắn nói hữu dụng, vậy thì thứ này tất nhiên là hàng cực xịn, không cần phải tốn công hoài nghi làm gì. Hôm nay tình hình Viêm Minh đã tương đối ổn thỏa, những chuyện còn lại ta không cần quan tâm nữa. Vì thế hai ngày sau, ta sẽ trở về Trung Châu. Nhìn thấy Tiêu Lệ cất quyển trục đi, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, nhanh như vậy. Nghe vậy, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đều có cảm giác không đành lòng. Ha ha, hôm nay Viêm Minh và Tinh Vẫn Các đã có không gian trùng động nối thông nhau, ngày sau không cần tốn thời gian đi qua lại nữa. Nếu các ngươi có thời gian cũng có thể qua đó chơi. Ta sẽ dặn dò bên phía Tinh Vẫn Các trước. Tiêu Viêm mỉm cười nói, tính toán thời gian thì đại hội giao đã gần tới. Hắn phải đi qua đó thật sớm, dù sao Tịnh Liên yêu hỏa quá mức trọng yếu đối với hắn. Nếu thu được vào tay, nói không chừng sẽ có thể đột phá cảnh giới đấu tôn, đối mặt với thế lực kinh khủng như hồn điện, chỉ có đạt đến cấp bậc đấu thánh mới đủ tư cách đối kháng. Nếu không, Tiêu Viêm căn bản không dám trực tiếp đi cứu phụ thân. Cuối ngày sẽ đi. Thải Lân nghe thấy liền kéo Tiêu Tiêu đi qua, ngạc nhiên hỏi lại. Ừ, lần này nàng cũng theo ta đi tới Tinh Vẫn Các gặp lão sư. Tiêu Viêm cười nói, hắn xem Dược Lão như cha, hôm nay Thải Lân đã là thê tử của hắn, tự nhiên phải đi qua đó thăm hỏi cho đủ lễ. Lão tiên sinh năm đó, đôi mắt đẹp lại dẹp như con tép của Thải Lân hơi chuyển. Năm, đó là vì kiêng kỵ vị lão sư của Tiêu Viêm, nàng thân là nữ vương xà nhân tộc mới không trực tiếp làm thịt Tiêu Viêm mà thôi. Tiêu Viêm gật đầu, ngồi xổm người xuống vỗ vỗ đầu Tiêu Tiêu, nhẹ giọng nói, ta dẫn Tiêu Tiêu tới Tinh Vẫn Các, nơi đó là địa phương an toàn nhất. Hơn nữa còn có thể để cho lão sư dạy dỗ nó, hiện tại nó đã có thể tu luyện rồi. Nghe vậy, ánh mắt Thải Lân hiện lên cảm giác không đành lòng nhưng vẫn gật đầu. Nàng biết Tiêu Viêm đang suy nghĩ cho Tiêu Tiêu. Phân phó mọi chuyện xong xuôi, Tiêu Viêm mỉm cười thoải mái, ngẩng đầu nhìn về phía không gian trùng động. Tịnh Liên yêu hỏa, hơn 10 năm rồi, cuối cùng đã tới lúc ca cưỡng bức ngươi, khà khà. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1385, trở về Tinh Vẫn Các. Không gian trùng động nối thông với Tinh Vẫn Các được bố trí ở sâu trong Viêm Minh và phòng ngự vô cùng xâm nghiêm. Tiêu Viêm không tính công khai nơi này với nhiều người, tuy nói thu phí sử dụng không gian trùng cực kỳ phong phú. Nhưng trải qua quá trình suy nghĩ kỹ lưỡng tính toán chi li từng chút một thật sự cẩn thận, hắn cảm thấy nên ẩn giấu thì tốt hơn, tránh cho dẫn tới phiền toái không cần thiết. Dù sao trong toàn bộ Tây Bắc Đại Lục chỉ có mỗi cái không gian trùng động này đi thẳng tới Trung Châu. Lỡ may tiếng gió truyền ra ngoài sẽ khiến cho không ít người ngắm nghía thèm thuồng như thấy đàn bà ở chuồng chạy ngoài đường luồng. Trong một đại điện khổng lồ có một cái không gian trùng động đang chậm rãi xoay tròn lơ lửng giữa không trung, một cổ không gian dao động mạnh mẽ kinh người lan tràn ra bốn phía.
đây là không gian trùng động. Ánh mắt đám người Thải Lân hơi ngạc nhiên nhìn tới không gian trùng động, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy không gian trùng động, ở Tây Bắc Đại Lục này xem như là thứ cực kỳ hiếm thấy. Tiêu Viêm gật đầu cười, bên cạnh hắn là Tiểu Y Tiên, Thiên Hỏa Tôn Giả, Thanh Lân. Về phần mấy cường giả được mời đến giải quyết vấn đề phiền toái với Sư Minh Tông, không lâu sau đã quay trở về Trung Châu rồi. Đại ca, nhị ca, chúng ta đi đây, ngày sau nếu có chuyện gì thì trực tiếp phái người tới Tinh Vẫn Các. Nơi đó sẽ có người tiếp đón các ngươi. Tiêu Viêm quay đầu nhìn sang hai người Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ. Hai người đồng thời gật đầu, nói, ừ, bảo trọng. Tiêu Viêm mỉm cười, không nói mấy chuyện vô vị quá nhiều, chắp tay chào mọi người xung quanh, sau đó dẫn đầu bước vào không gian trùng động, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Kế sau Tiêu Viêm là Tiêu Tiêu và Thải Lân, còn Tiểu Y Tiên đi vào cuối cùng. Nhìn đám người Tiêu Viêm biến mất trong không gian trùng động, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ buồn bã thở dài, hồi lâu sau mới dẫn những người còn lại rời đi. Bên trong Tinh Vẫn Các, đây là nữ nhi của ngươi. Dược lão nhìn tới cô bé đang ôm bắp đùi Tiêu Viêm, dương cặp mắt to đen nhìn mình, trên khuôn mặt già nua lộ vẻ rất ngạc nhiên. Nhìn thấy bộ dáng Dược lão như vậy, Tiêu Viêm không nhịn được gật đầu cười thành tiếng. Hắn biết Dược lão đã bị hồn điện trước khi thành thân với Thải Lân, cho nên không biết chuyện này, lập tức tường thuật lại mọi chuyện một lần. Ờ, không nghĩ tới, đúng là không nghĩ tới. Nghe xong Tiêu Viêm nói, dù là Dược lão định lực vô cùng cao cường cứng cáp cũng kinh ngạc không thôi, ánh mắt lướt qua Thải Lân cười nói, năm đó thê tử ngươi hận ngươi muốn chết. Nếu không có lão phu ở đó, chỉ sợ ngươi đã sớm biến thành vong hồn dưới tay nàng. Nghe Dược lão nói thế, gương mặt Thải Lân nhất thời ửng hồng, nàng năm đó thua thiệt dưới tay Dược lão không ít lần. Không ngờ tới lão già trước kia chỉ mạnh hơn nàng một chút, bây giờ lại nằm trong nhóm cường giả đỉnh phong. Tiêu Tiêu, mau qua chào sư công. Thải Lân vỗ nhẹ đầu Tiêu Tiêu, nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Tiêu Tiêu chớp chớp cặp mắt đen láy, bộ dáng chần chừ, nhìn sang Tiêu Viêm. Sau khi thấy hắn mỉm cười gật đầu mới tiến lên khom người nói, sư công. Ai? Nghe thấy Tiêu Tiêu chào mình, trên khuôn mặt già nua của Dược lão cũng hiện vẻ vui mừng từ nội tâm. Hắn không có con cái, đã sớm xem Tiêu Viêm là con của mình rồi. Nữ nhi của Tiêu Viêm hiển nhiên là cháu gái của hắn, lấy tuổi tác của hắn, cho dù thực lực mạnh mẽ như thế nào, tóm lại trong lòng luôn có tình cảm yêu thích trẻ con. Dược lão mỉm cười hiền hòa, đưa tay sờ mó Tiêu Tiêu vài vòng. Sau đó bàn tay gầy guộc chợt ngắt khuôn mặt bụ bẫm của Tiêu Tiêu một cái, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, nói, lực lượng linh hồn rất cường hãn, nó cũng là hỏa thuộc tính, trong cơ thể còn có một tia mộc khí, hoàn toàn có thể trở thành luyện dược sư. Nghe thấy Dược lão kinh ngạc nói như thế, Tiêu Viêm chỉ mỉm cười gật đầu, hắn đã sớm nhận ra thể chất Tiêu Tiêu cực kỳ thích hợp trở thành luyện dược sư. Điều kiện hiện tại của nữ nhi hắn sợ rằng còn tốt hơn hắn năm xưa rất nhiều, nếu như bồi dưỡng tốt, ngày sau chắc chắn phát triển mạnh mẽ không lường nổi. Linh hồn lực của nó mạnh lắm, còn mạnh hơn ngươi năm xưa nữa, hơn nữa thể chất của nó cũng rất tốt. Nếu như bồi dưỡng cho tốt, thành tựu ngày sau sợ rằng sẽ cao hơn người đó. Trong mắt Dược lão hiện lên một tia nóng bỏng, Tiêu Viêm từng thấy ánh mắt này khi Dược lão gặp hắn lần đầu tiên. Nghe Dược lão đánh giá như thế, Tiêu Viêm chỉ cười cười không nói nhưng trong lòng lại âm thầm suy nghĩ. Dính chấu rồi, bị lừa rồi nha con, ha ha, xem ra ta đỡ mất công dạy dỗ con nhỏ này rồi, cứ để lão già ra sức là được. Mặc dù thể chất thiên phú là cần thiết, nhưng thành tựu ngày sau còn phải dựa vào nghị lực và đạo sư khai tâm lúc ban đầu. Hắn có thể đi tới ngày hôm nay không phải chỉ dựa vào thiên phú, mà là lần lượt trải qua vô số lần sinh tử mới đột phá được. Cường giả chân chính không phải nhờ thiên phú, nghị lực mới là điểm trọng yếu. Bàn tay Dược lão không ngừng sờ sờ, vỗ vỗ, vuốt vuốt khắp người Tiêu Tiêu, làm cho Tiêu Tiêu ngứa ngáy khó chịu, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cong lên lầm bầm gì đó. Mọi người thấy vậy thì vô cùng buồn cười. Tiểu Tiêu Tiêu sau này để ta bồi dưỡng hả? Sơ mó hồi lâu, Dược lão rốt cục ngẩng đầu lên trực tiếp nói với Tiêu Viêm. Cho dù là người có định lực cao thâm như hắn, nhưng đối mặt với khả năng thiên phú gần như hoàn mỹ của Tiêu Tiêu, rốt cuộc không nhịn được nữa. Nhìn thấy bộ dạng Dược lão hấp tấp như vậy, Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, hắn mang Tiêu Tiêu mang đến Tinh Vẫn Các chính là vì chuyện này. Đẳng cấp luyện dược thuật của Dược lão thuộc hàng ngũ cao nhất đương thời rồi,
có thể được lão tự mình bồi dưỡng Tiêu Tiêu hiển nhiên là tốt nhất. Hơn nữa, trong lòng Tiêu Viêm cũng hiểu, thiên phú của Tiêu Tiêu dĩ nhiên khiến người ta tâm động, nhưng không nhất định làm cho Dược Lão dễ như vậy. Nguyên nhân chính hẳn là vì Dược Lão đã xem Tiêu Tiêu thành tôn nữ của mình, muốn giúp cho nàng phát triển hoàn mỹ. Về điểm này làm cho trong lòng Tiêu Viêm âm thầm cảm động. Đứa nhỏ này đã đi theo các ngươi xuyên qua trùng động mấy ngày, trước hết để nó nghỉ ngơi thật tốt rồi tính sau. Dược Lão hiền hòa vỗ vỗ đầu Tiêu Tiêu, sau đó phân phó người dàn xếp phòng ở cho mẹ con Thải Lân. Vậy thì hai người ở lại trò chuyện nhé. Thải Lân cũng là người tâm tư thông thấu, biết rằng hai thầy trò nhất định có chuyện cần nói, lập tức nhẹ giọng nói với Tiêu Viêm. Sau đó mang theo Tiêu Tiêu nhảy híp hốp đi ra ngoài. Nhìn bóng dáng hai mẹ con Thải Lân biến mất sau cánh cửa phòng, Dược Lão chậm rãi thu hồi ánh mắt, cười nói, tiểu tử, lần này sinh được một nữ nhi tốt. Nhưng ngươi lại có thể thu Mỹ Đỗ Toa vào tay, thật sự là nằm ngoài dự liệu của ta. Tiêu Viêm nhún nhún vai bất đắc dĩ, quan hệ giữa hắn và Thải Lân đúng là quá mức phức, tạp, dù là ai cũng khó lòng tưởng tượng nổi. Người năm đó đuổi giết Tiêu Viêm mấy năm, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đại danh đỉnh đỉnh cuối cùng trở thành thê tử của hắn. Các ngươi lần này tới đây hẳn là đã xong chuyện bên kia, ta có nghe nói qua. Có thể phái ra hai vị thiên tôn đủ để chứng minh hồn điện không hề có ý định đùa giỡn, thế nhưng lần này bọn họ tổn thất không nhỏ. Cửu thiên tôn bị ngươi hãm chết ngay tại chỗ, thậm chí ngay cả tứ thiên tôn cũng bị đập dập gần như thoát lực mới thành công chạy thoát. Dược Lão cười nói, về phần hồn điện đến tột cùng muốn làm gì, nói thật ra chính bản thân ta cũng không rõ ràng lắm. Chủng tộc này xưa nay quỷ dị khó lường, bọn họ sưu tập linh hồn tất nhiên là có âm mưu nào đó. Hơn nữa từ hành động gia tăng sưu tập linh hồn trong quãng thời gian gần đây, có lẽ âm mưu này đang ở tiến trình hoàn thành. Căn cứ theo tình báo có được, tựa hồ những địa phương đang bộc phát chiến tranh ở Trung Châu Đại Lục và cả nơi này sẽ không hề thiếu bóng dáng hồn điện. Dược Lão trầm giọng nói, hả, những địa phương khác cũng đã bộc phát chiến tranh. Tiêu Viêm nghe vậy liền biến sắc, trong lòng cảm thấy bất an, đám người hồn điện đến tột cùng muốn làm gì đây? Sắc mặt Dược Lão cũng ngưng trọng, một lát sau thở dài một tiếng, rời sang đề tài khác. Còn khoảng nửa tháng là bắt đầu đại hội giao dịch hội rồi, trong khoảng thời gian này chúng ta nên chuẩn bị kỹ lưỡng một chút. Những người có thể tham gia đại hội giao dịch đó đều là cường giả đứng đầu hoặc thế lực cực mạnh. Tịnh Liên yêu hỏa quá mức hấp dẫn, nếu chúng ta biết được tin tức về nó, những thế lực kia hẳn là cũng biết. Vì thế muốn thu một mảnh tàn đồ cuối cùng vào tay, chúng ta tất nhiên phải đổ máu không ít. Tiêu Viêm gật đầu xác nhận, Tịnh Liên yêu hỏa được xếp hạng thứ 3 ở trên dị hỏa bảng. Bài danh này đủ để nói rõ sự cường đại của nó. Lực hấp dẫn, không cần phải hoài nghi, mặc dù chỉ là một mảnh tàn đồ, nhưng giá trị của nó cũng rất kinh khủng. Muốn thu nó vào tay từ một đám cường giả nhiều như rừng kia đúng là không dễ dàng gì. Mặc kệ như thế nào, Tịnh Liên yêu hỏa phải lấy cho bằng được. Bốn mảnh tàn đồ đã có ba mảnh nằm trong tay ngươi, một phần cuối cùng này phải có bằng bất cứ giá nào. Dược Lão cắn chặt hàm răng nói, xếp hạng tiền tam trên dị hỏa bảng đều là dị hỏa có uy lực hủy thiên diệt địa. Ba loại dị hỏa này là tồn tại vô cùng hiếm hoi ở trong thiên địa. Hàng vạn năm chưa chắc thấy được một lần, thậm chí nghe nói ba loại dị hỏa này có uy lực quá mức cường đại, cho nên ông trời cũng không dám sinh đẻ quá nhiều. Trừ phi một loại dị hỏa triệt để biến mất, sau vài ngàn năm mới cho ra đời một loại dị hỏa khác. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1386, Đại hội giao dịch xuyên không gian. Kể từ khi trở lại Tinh Vẫn Các, Tiêu Viêm và Dược Lão đồng thời bế quan. Trong khoảng thời gian hai người bế quan, trên bầu trời Tinh Vẫn Các thỉnh thoảng sẽ có đủ loại thiên địa dị tượng xuất hiện làm cho không ít đệ tử Tinh Vẫn Các kinh ngạc. Thế nhưng thiên địa dị tượng cũng không phá hư cái gì, những loại đan lôi vừa thành hình liền bị mấy đạo lôi vân nhanh chóng hút vào. Thiên địa dị tượng kéo dài chừng gần nửa tháng mới từ từ giảm bớt. Sau nửa tháng, phía sau núi Tinh Vẫn Các, ở ngoài thạch tháp, Dược Lão và Tiêu Viêm chậm rãi đi ra. Sắc mặt hai người đều lộ vẻ mỏi mệt, bốn mắt nhìn nhau rồi cùng cười khổ một tiếng, bọn họ không còn khí lực nói nhảm. Cả hai tự mình trở về nghỉ ngơi chừng ba ngày,
Đợi đến giữa trưa ngày thứ ba, Tiêu Viêm và Dược Lão mới gặp nhau lần nữa. Trải qua thời gian 3 ngày nghỉ ngơi và hồi phục, hai người khí sắc cũng là hoàn toàn hồi. Phục xong, đi thôi. Dược Lão cười cười nói với Tiêu Viêm, tính toán thời gian thì đại hội giao dịch cũng sắp bắt đầu rồi, bọn họ lên đường là vừa. Tiêu Viêm gật đầu, bên cạnh hắn bây giờ chỉ có Thải Lân và Tiểu Y Tiên đi theo. Dù sao Tinh Vẫn Các vẫn là đại bản doanh của bọn họ, lần này Dược Lão cũng đi nên cần lưu lại vài người đề phòng. Ta đã an bài thỏa đáng chuyện của Tinh Vẫn Các, nếu như phát sinh vấn đề gì ta sẽ lập tức trở về. Dược Lão đứng ở trên ngọn núi nhìn xuống dưới, cười cười nói. Không hề dừng lại chút nào, bàn chân chậm rãi bước vào hư không rời khỏi tinh giới. Chúng ta cũng đi thôi. Nhìn thấy Dược Lão động thân, Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn về phía Thải Lân. Hai người khẽ gật đầu rồi ba người đồng thời thi triển thân pháp nhanh chóng bám đuôi. Đại hội giao dịch là một lần triển lãm hàng hóa khá xa lạ với Trung Châu Đại Lục. Dõi mắt khắp đại lục chỉ có những vị cường giả đứng đầu mới có thể biết chút ít tin tức về nó. Cái gọi là đại hội giao dịch xuyên không gian lúc mới bắt đầu không có người nào làm chủ phương, chỉ cần có khả năng và biết quy củ là được rồi. Vì vậy đại hội giao dịch loại này từ từ phát triển rốt cuộc xuất hiện chủ sự thích hợp, nhưng chủ sự ở đây không phải là một cường giả hoặc là tông phái, mà là do ba tông phái danh tiếng vang dội liên thủ để duy trì trật tự, theo thứ tự là Địa Hành Tông, Không Huyền Môn cùng với Giám Bảo Sơn. Bàn về danh tiếng thì ba tông phái này không kịp sánh kịp Tứ Phương Các. Nhưng nếu bàn về thực lực, cho dù là Phần Viêm Cốc hoặc Thiên Minh Tông cũng không dám khinh thường. Trung Châu là nơi tàng long ngọa hổ, cái gọi là một điện một tháp hai tông ba cốc Tứ Phương Các chính là thế lực đại biểu toàn bộ Trung Châu. Ngay cả một ít tông phái lánh đời đôi khi cũng có lực lượng mạnh mẽ không thua gì bọn họ. Chẳng qua là vì phong cách tông phái hoạt động theo hướng khác nhau, nên đệ tử bọn họ ít khi ra ngoài lịch lãm mà thôi. Ba tông phái này trong mắt cường giả Trung Châu rất đáng tin tưởng, bởi vì trải qua vô số lần giao dịch, bọn họ đã được các cường giả cùng nhau bỏ phiếu quyết định cho làm chủ sự. Vì vậy không xuất hiện chuyện tình gì ngoài ý muốn. Đại hội giao dịch những năm này do ba tông liên hiệp làm chủ, càng ngày càng phát triển lớn mạnh, vì thế một ít cường giả lánh đời cũng sẽ xuất hiện ở đây để giao dịch đủ loại bảo vật hiếm có. Nơi này có thể xem như địa phương tổ chức đại hội giao dịch lớn nhất đấu khí đại lục rồi. Cho dù là thiên giai đấu kỹ cũng không tính là hiếm thấy ở nơi này. Dĩ nhiên nếu muốn thu vào tay thì phải xuất ra thứ người bán cần có, không nên nghĩ tới việc tranh đoạt ở nơi này. Nếu lầm như vậy, không chỉ bị ba đại tông môn liên thủ vây công, mà còn làm cho những cường giả khác chán ghét. Bởi vì tất cả những người tham gia đại hội giao dịch đều phải hạ lời thề. Bất kỳ người nào dám cả gan quấy rối đại hội giao dịch chắc chắn sẽ bị cả đám hợp lại tiền dâm hậu sát, vứt xác trôi sông. Cường giả chân chính tuyệt đối thủ tín, lời thề đối với bọn họ còn quan trọng hơn mạng sống. Vì vậy những năm gần đây, mặc dù cũng có phát sinh chuyện như vậy, nhưng mấy tên cả gan xuất thủ cướp đoạt không bao giờ có kết quả tốt. Chính là vì như thế mới làm cho đại hội giao dịch này phát triển lớn mạnh cực nhanh, hấp dẫn cường giả đến càng ngày càng nhiều. Địa điểm cử hành không gian đại hội giao dịch là một sa mạc hoang vu nằm ở phía nam Trung Châu lãnh thổ. Nơi này bình luôn có bão cát càn quét bừa bãi nên không có người ở. Hơn nữa một nơi hoang tàn thế này này không có thế lực nào nguyện ý ở lại. Vì vậy thường nhân không thể nào ngờ tới, địa phương mà ngay cả dã thú cũng chán chả buồn ỉa lại là nơi diễn ra đại hội giao dịch lớn nhất đại lục. Bên ngoài sa mạc, trên bầu trời trong xanh đột nhiên có âm thanh xé gió vang lên. Bốn thân ảnh mơ hồ hiện ra ở phía chân trời, một lát sau đã xuất hiện ở rìa sa mạc. Chính là chỗ này, Tiêu Viêm nhìn bãi cát vàng ở trước mặt, kinh ngạc nói. Ừ, Dược Lão gật đầu xác nhận, ánh mắt chậm rãi quét qua bốn phía, nói nơi này mặc dù nhìn qua là một địa phương hoang vu, nhưng nếu ngươi cẩn thận cảm ứng sẽ có thể nhận ra nơi này có không ít khí tức cường hãn. Nghe thấy Dược Lão nói thế, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày. Trong lòng chợt động phát tán linh hồn lực ra ngoài, chợt, khuôn mặt hắn nhanh chóng hiện lên vẻ kinh ngạc, chỉ mới đảo qua một vòng, hắn đã phát hiện trong sa mạc này có không dưới trăm khí tức kỳ lạ. Những khí tức kém cõi nhất cũng ở cấp bậc đấu tôn 3 sao, mạnh nhất trong đó có khí tức dao động cực kỳ đặc biệt. Tiêu Viêm từng cảm nhận được loại khí tức này trên người Dược Lão, chỉ có đấu thánh cường giả mới có khí tức kỳ lạ như thế. Mặc dù đạo khí tức kia dao động rất nhỏ rất nhẹ,
nhưng điều này nói rõ chủ nhân khí tức đó ít nhất cũng phải đạt đến bát chuyển đấu tôn đỉnh phong. Nếu không thì không thể nào có được dao động kỳ lạ này. Không hổ là đại hội giao dịch lớn nhất Trung Châu, có thể hấp dẫn nhiều cường giả như thế. Tiêu Viêm nhỏ giọng ca thán, lúc này hắn chỉ cảm ứng được khí tức. Trong lòng hắn rõ ràng nơi này tất nhiên còn có rất nhiều người mà hắn không thể cảm ứng được. Những người đó hẳn là có liên quan đến chữ thánh. Ha ha, đây chỉ là một phần nhỏ. Sau khi tiến vào địa phương diễn ra đại hội, ngươi sẽ phát hiện lời mình nói bây giờ còn hơi sớm. Dược lão chòm râu cười cười, nói, chờ tiến vào khu vực đó, ngươi nên thu liễm tinh thần một chút. Ở trong đó cường giả nhiều như mây, một vài tông phái bí ẩn mặc dù danh tiếng không vang dội, nhưng tông môn bọn họ nói không chừng còn có lão yêu quái, đấu thánh tồn tại, cho nên không nên trêu chọc phiền toái nếu không cần thiết. Nhìn thấy bộ dáng Dược lão nghiêm túc như vậy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu đáp ứng, hôm nay mặc dù Tinh Vẫn Các đã phát triển rất mạnh, nhưng phần lớn còn ỷ vào thân phận luyện dược sư của Dược lão. Nếu không, Tinh Vẫn Các chỉ có thể so sánh với tông phái như Phong Lôi Các mà thôi, thế lực như vậy dõi mắt khắp Trung Châu ném đại cái lưới cũng bắt được một đống. Dĩ nhiên, nếu như có người chủ động gây sự, chúng ta hiển nhiên không thể làm quả hồng mềm được. Dược lão cười nhạt nói, cấp bậc bán thánh có lẽ không phải là vô địch, nhưng hắn còn có một thân phận khác. Đó là hôm nay luyện dược sư đệ nhất Trung Châu, nếu dùng đến danh tiếng này, cho dù là đấu thánh chân chính nhìn thấy hắn cũng phải nể mặt ba phần. Đi thôi. Vừa dứt lời, Dược lão liền vung tay lên, thân hình dãy đành đạch trên hư không lướt vào sâu trong sa mạc. Dọc đường đi nhìn thấy cát vàng tạo thành gió lốc gào thét khắp nơi, nhưng vừa lại gần hắn sẽ tự động tan biến. Ba người Tiêu Viêm theo sát phía sau hiển nhiên được hưởng dư uy, bão cát khủng bố trong mắt thường nhân đối với bọn họ có thể trực tiếp bỏ qua. Vì vậy không tới 20 phút, bốn người Tiêu Viêm đã tiến vào trung tâm sa mạc, cuối cùng Dược lão dẫn đầu bước lên một tòa núi cát. Sau khi mấy người đi lên trên đó, ánh mắt quét ra bốn phía, khuôn mặt lại cả kinh lần nữa. Bọn họ thấy được vùng trung tâm sa mạc, trên đỉnh núi cát có một cái lỗ đen không gian rộng chừng trăm trượng, nó đang chậm rãi xoay tròn, một cổ hấp lực từ trong đó lan tràn ra ngoài. Giờ phút này, bốn phía núi cát thỉnh thoảng có mấy khí tức mạnh mẽ hạ xuống, cuối cùng đâm đầu lao vào không gian trùng động rồi biến mất tung tích. Đây là cửa vào đại hội giao dịch, có thể tự mình thành lập một không gian riêng, quả thật là hoành tráng. Nhìn một màn này, Tiêu Viêm nhẹ nhàng ngáp ngáp, mấy cái để hồi phục tâm tình, lẩm bẩm càm ràm. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1387, Bát Thải Nguyên Thạch. Nhìn thấy trên khuôn mặt ba người Tiêu Viêm có vẻ kinh hãi, Dược lão cũng cười thành tiếng, chợt phất tay nói, vào thôi. Nghe vậy, ba người Tiêu Viêm đồng thời gật đầu, tất cả cùng lướt lên trên đỉnh núi cát, thoáng cái đã xuất hiện ở trước không gian trùng động. Lúc bốn người đi tới nơi này, bốn phía thỉnh thoảng có một ít nhân ảnh nhìn vào đoàn người Tiêu Viêm một lát, cuối cùng để ý Thải Lân và Tiểu Y Tiên. Thế nhưng những người có thể đến nơi đây đều không phải là hạng ngu xuẩn, lợi hại trong đó ai nấy đều rõ ràng. Vì vậy hoàn toàn không có người cố ý rước lấy phiền toái. Dược lão chưa từng để ý tới những ánh mắt này, hai chân đạp lạch bạch trên hư không trực tiếp tiến vào không gian trùng động, theo sát phía sau là ba người Tiêu Viêm. Bọn họ rõ ràng cảm giác được lực lượng kỳ lạ nào đó thoáng lướt qua thân thể mình, loại lực lượng này không có ác ý, ngược lại giống như là dò xét hơn. Tiến vào lỗ đen không gian, mấy người Tiêu Viêm thấy mình hoa mắt một cái, ngay sau đó đã có ánh sáng cùng với tiếng động huyên náo ùa đến, trong mắt bọn họ khẽ híp lại. Thế giới trước mặt chợt biến ảo thành một cái chấn nhỏ, mọi người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thì thấy một mảnh không gian đủ loại màu sắc, trong lúc mơ hồ còn có không gian cuồng bạo từ trong đó truyền ra. Đây là thị trấn không gian, đại hội giao dịch sẽ cử hành ở nơi này. Không gian mênh mông bát ngát ở đây dùng để làm địa điểm giao dịch tương đối thích hợp. Dược lão trợn mắt nhìn ngắm từng bầy người đẹp đi trên phố, đưa tay lau hàng dãi trên mép cười cười khoái trá. Ba người Tiêu Viêm gật đầu, có thể đặc biệt mở một chỗ không gian tới làm giao dịch địa điểm, đây số lượng đã là tương đối không nhỏ rồi. Tuy nói đây không gian không lớn, nhưng lại không phải là bình thường người là được mở. Trước tiên cứ tùy ý đi xem một chút, nơi này cơ hồ không có gì thứ phẩm,
toàn bộ đều là hàng tốt hiếm có. Dược lão cười cười, sau đó nhấc chân đi về phía một con đường lớn. Sau đó đám người Tiêu Viêm cũng tò mò đi theo, ánh mắt không ngừng ngó quanh bốn phía. Hai bên đường phố bày đầy thạch đài bằng đá xanh, trên đó là một đống quyển trục trôi nổi lơ lửng, có khi là ngọc ngà, châu báu, lọ bình, roi da, nến sáp, chổi lông thỏ, thắt lưng gai nhọn hoắt. 5V, thậm chí vũ khí, ma hạch cũng không thiếu. Tất cả mọi thứ đều lấp lánh quang mang nhàn nhạt biểu hiện ra phẩm chất bất phàm. Ngồi phía sau thạch đài là chủ nhân các món hàng. Địa ma thối, đấu kỹ địa giai cao cấp. Thái huyền quyết, địa giai công pháp cao cấp. Hóa hình đan, thất phẩm đan dược cao cấp. Vạn năm huyết linh sâm. Trong mắt Tiêu Viêm không ngừng xoay vòng vòng, vật phẩm rực rỡ muôn màu nhanh chóng đập vào trong mắt tạo thành lực xung kích cực lớn. Cho dù là lấy định lực cường hãn như Tiêu Viêm cũng phải dâng trào lửa nóng, Thải Lân và Tiểu Y Tiên liên tục nhíu mày tìm cách hãm chủ đoạt hàng. Địa tâm linh tương, đây là thứ dùng để luyện chế đan dược có thể dẫn phát lục sắc đan lôi. Ánh mắt Tiêu Viêm quét qua những loại dược liệu tản ra luồng năng lượng mạnh kinh người, trong lòng âm thầm hít sâu vào một hơi lạnh, không nghĩ tới nơi đây lại có nhiều dược liệu cao cấp như thế này. Đường phố không dài, chỉ khoảng vài trăm thước mà thôi, khi Tiêu Viêm phát hiện đã đi tới điểm cuối mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hắn sợ hãi than thầm trong lòng, chỉ riêng một con này đã có mười mấy loại làm cho hắn động tâm. Tuy động thì có động, nhưng mấy thứ đó không có bao nhiêu tác dụng đối với hắn. Vì vậy Tiêu Viêm hỏi thăm đơn giản vài câu rồi bỏ qua dự định trao đổi, mấy tên cáo giả này toàn ra giá cao hơn giá trị thật sự của món hàng. Tiêu Viêm tiếc nuối thở dài một hơi, vừa định lôi kéo Thải Lân tiến vào sâu hơn chợt phát hiện nàng đột nhiên ngừng lại. Hắn ngẩn ra, chuyển tầm mắt tới địa phương nàng đang nhìn ngó, thì ra là một cục đá tỏa ra ánh sáng bảy màu. Cục đá to to chừng nắm đấm của đứa nhỏ, ngoài mặt có đường vân bảy màu cực kỳ rõ ràng, trong lúc mơ hồ tỏa ra năng lượng tương đối đặc thù. Thất thải nguyên thạch. Tiêu Viêm mỉm cười nói, lúc nhận ra vật này đồng thời liền hiểu ra, thất thải nguyên thạch là một loại linh thạch biến dị đặc thù, có quan hệ không nhỏ với thất thải thôn thiên mãng. Nghe nói chỉ khi nào thất thải thôn thiên mãng vẫn lạc mới có thể xuất hiện thất thải nguyên thạch. Thất thải nguyên thạch hàm chứa năng lượng cực kỳ đặc biệt, có tác dụng rất lớn với thất thải thôn thiên mãng, khó trách Thải Lân dừng lại nhìn nó mãi không tha. Tiêu Viêm chậm rãi tiến lên, phía sau thạch đài là một gã lão giả mặt mũi khô gầy đang mệt mỏi vô lực ngả lưng tựa vào bức tường. Không thèm lên tiếng chào hỏi đám người Tiêu Viêm một câu nào. Lão tiên sinh này, thất thải nguyên thạch đổi lại thế nào? Tiêu Viêm cũng không để ý, cười nhạt hỏi. Nghe thấy Tiêu Viêm hỏi lúc này, lão giả khô gầy mới mở miệng nói, hai quả bát phẩm đan dược tam sắc đan lôi trở lên. Tựa hồ hơi mắc thì phải. Tiêu Viêm đưa tay vuốt ve bề mặt thất thải nguyên thạch, mặc dù đang cần thứ này nhưng không đến trình độ bắt buộc phải có. Chủ yếu là vật này giá trị có hạn, chỉ hữu dụng đối với thất thải thôn thiên mãng, những người còn lại dù có chiếm được cũng vô dụng mà thôi. Vì vậy giá trị của nó không tương xứng với hai quả bát phẩm đan dược tam sắc đan lôi. Dược lão im lặng đứng một bên không có ý định xen vào, chỉ cười híp mắt nhìn Tiêu Viêm cò kè mặc cả với lão giả khô gầy. Mắc thì đừng đổi. Lão giả khô gầy bán hàng xem như có cá tính, đảo cặp mắt trắng dã giọng nói lập, tức thay đổi, chỉ nói đơn giản một câu liền đuổi Tiêu Viêm đi. Tiêu Viêm nghe thế cũng trợn mắt kinh ngạc, nhưng còn chưa tới trình độ phát tác. Những năm này Lịch Lãm đã rèn luyện tính kiên nhẫn đủ vững chắc rồi, vì vậy hắn đang âm thầm suy nghĩ trong lòng nên làm thế nào. Trong lúc Tiêu Viêm có dự định tiếp tục trả giá với đối phương, Thải Lân đột nhiên kéo bàn tay Tiêu Viêm, nhẹ nhàng viết lên lòng bàn tay Tiêu Viêm một chữ, bùa. Đối với cử động của Thải Lân, Tiêu Viêm ngẩn người ra, hắn hiểu được Thải Lân không phải là nữ nhân ngốc. Hơn nữa, mặc dù thất thải nguyên thạch quý trọng, nhưng không phải là thứ không thể bỏ qua được. Thế mà nàng vẫn kiên trì như cũ, lại còn lặng lẽ ra ám hiệu cho mình, vậy thì thứ này hẳn là có chỗ khác thường. Mặc dù đã được Thải Lân ra hiệu, nhưng Tiêu Viêm không có lập tức thay đổi ý định, vẫn đứng đó chơi đùa trả giá với lão giả khô gầy thêm một lát. Đợi đến khi lão không nhịn được nữa mới ném một bình ngọc qua, đồng thời lập tức đưa tay cầm lấy thất thải nguyên thạch, xoay người kéo Thải Lân rời đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm trong lúc bất chợt hành động quá lưu loát, lão giả khô gầy sững sờ hồi lâu, cầm bình ngọc ở trước mặt lên kiểm tra xong trợn mắt kinh ngạc.
Một lát sau mới nhíu mày nhìn bóng lưng đám người Tiêu Viêm đã đi xa, chẳng biết tại sao trong lòng lão lại có cảm giác hình như có gì đó không đúng. Mụ nội nó, chẳng lẽ lần này lão phu định sai hàng? Thế nhưng đó rõ ràng là thất thải nguyên thạch mà, vì sao tiểu tử kia? Lão già khô gầy nghi ngờ tự lẩm bẩm, nhưng chuyện hắn nghi ngờ hiển nhiên không có ai giải đáp cho hắn. Tiêu Viêm cầm lấy thất thải nguyên thạch rồi cùng mọi người nhanh chóng biến mất ở cuối con đường. Sau khi chuyển qua một góc phố, Tiêu Viêm mới dừng bước lại đưa thất thải nguyên thạch cho Thải Lân, nói, thứ này có vấn đề. Dược lão và Tiểu Y Tiên cũng kinh ngạc nhìn Thải Lân, cẩn thận nhìn thoáng qua khối thất thải nguyên thạch này nhưng không nhận ra chỗ nào khác thường. Ừ, Thải Lân nhận lấy thất thải nguyên thạch, trên gương mặt lạnh lùng hiện lên nụ cười ngây thơ khả ái thuần khiết vô tà, nói, thường nhân chỉ biết thất thải thôn thiên mãng vẫn lạc sẽ cho ra đời thất thải nguyên thạch, nhưng lại không biết nếu như có hơn trăm đầu thất thải thôn thiên mãng đồng thời toi mạng. Lúc đó sẽ cho ra đời bát thải, thậm chí là cửu thải nguyên thạch, chỉ có điều trên trăm đầu thất thải thôn thiên mãng cùng nhau đi chầu Diêm Vương là chuyện hầu như không thể nào xảy ra. Vì vậy thường nhân chỉ biết thất thải nguyên thạch, nhưng không có ai biết ở trên thất thải còn có bát thải và cửu thải nguyên thạch. Thất thải thôn thiên mãng đỉnh phong cũng không gọi bằng cái tên cũ, sau khi đạt đến đẳng cấp đó, nó sẽ được gọi là cửu thải thôn thiên mãng. Ở bên trong thôn thiên mãng tộc quần chỉ có thôn thiên mãng tổ huyết mạch dày đặc nhất mới đạt tới cảnh giới này. Đây là trí nhớ truyền thừa chảy xuôi trong huyết mạch các đời thôn thiên mãng, còn thường nhân, cho dù là các ngươi cũng không thể biết. Nghe Thải Lân nói như thế, không chỉ có Tiêu Viêm, coi như là Dược Lão cũng phải kinh ngạc, hiển nhiên là chưa từng nghe nói qua điều bí ẩn này. Khó trách chỉ có mỗi mình mày nhận ra. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, nói, khối nguyên thạch này đến tột cùng là 8 hay 9 màu. Thải Lân nhỏ một giọt máu tươi lên trên nguyên thạch, chỉ thấy tảng đá bóng loáng chợt tỏa ra ánh sáng 7 màu, lại sau đó lại có thêm một đường vân màu sắc rực rỡ từ từ hiện ra. Muốn nhận biết nguyên thạch đến tột cùng là mấy màu, phải sử dụng máu thất thải thôn thiên mãng kiểm tra, bát thải nguyên thạch. Tiêu Viêm nghe thế lấy làm tiếc nuối, nếu đây là cửu thải nguyên thạch, lần này Thải Lân có thể kiếm lời lớn rồi. Dĩ nhiên hắn cũng biết đây là lòng tham không đáy, cục đá 8 màu đã là cực kỳ hiếm thấy rồi, nếu như có thể lợi dụng tốt, thực lực, Thải Lân sẽ gia tăng không ít. Dù chỉ hơn nhau có một màu, nhưng hai cục đá này ẩn chứa năng lượng khác nhau như trời với vực. Kha kha, nếu như lão nhân kia biết được chuyện này, sợ rằng lão sẽ trực tiếp phun máu bỏ mạng ngay tại đương trường. Dược lão cười cười nói, không ngờ vừa mới tới đại hội giao dịch đã có được khởi đầu tốt đẹp như vậy. Đi thôi, ta mang các ngươi đi nhìn bảo bối chân chính, thứ chúng ta đang cần đều nằm ở đó. Dược lão vung tay ra hiệu, ngã người xuống đất nhẹ nhàng trườn người lướt qua từng dãy phố. Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên vội vã đuổi theo, Thải Lân vừa đi vừa thu bát thải nguyên thạch vào trong nạp giới. Nhưng trong một thoáng, lúc nàng thu bát thải nguyên thạch vào trong nạp giới, phía dưới luồng sáng thứ 8 kia lặng lẽ xuất hiện một đường vân cực kỳ mỏng. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1388, Cổ Điện. Thị trấn không gian cũng không lớn, chỉ có mấy khu phố lần lượt thay đổi qua lại, nhưng người trong trấn nhỏ lại không ít. Hơn nữa, tất cả mọi người đều là nhân vật mạnh mẽ, ba người Tiêu Viêm đi theo Dược Lão xuyên qua mấy khu phố, dọc đường không hề dừng lại ở bất kỳ gian hàng nào. Một đường chạy thẳng tới mục tiêu, cuối cùng bọn họ dừng bước ở cuối ngã tư đường. Nơi này rõ ràng là điểm cuối của thị trấn không gian, xung quanh vắng vẻ hơn khu trung tâm trấn nhiều, không còn tiếng động huyên náo như trước. Ở chỗ này có một tòa lầu các cổ xưa đứng sững. Mùi vị tang thương cổ kính tràn ngập không gian làm cho người không dám khinh thường. Ở ngoài lầu các cổ xưa này đang có hai lão giả áo bào màu xám cho. Hai người đứng thẳng không nhúc nhích nhưng đấu khí dao động rất hùng hồn, khí tức đó tràn ngập không gian khiến cho mọi người lập tức nghiêm túc lại. Chỉ là hai người gác cổng đã là đấu tôn 9 sao, cấp bậc cường giả này cho dù đặt ở Thiên Minh Tông và Tinh Vẫn Các cũng đủ để trở thành khách khanh rồi. Bởi vậy có thể thấy được đại hội giao dịch này có quy cách cao đến mức nào. Tòa bảo các này không phải là người nào cũng có thể đi vào. Phải có thiếp mời của ba đại tông môn mới được. Mà muốn nhận được phần thiếp mời này không phải dễ dàng như trong tưởng tượng.
Dược lão mỉm cười nói, nếu không phải là cường giả và thế lực đáng để ba đại tông môn chủ trì đại hội giao dịch tin cậy, tuyệt đối không thể nào được gửi thiếp mời. Hắn năm đó coi như là cố nhân của nơi này, muốn có thiếp mời tự nhiên là không khó. Ba người Tiêu Viêm gật đầu, nơi này đúng là không phải là địa phương người bình thường có thể lui tới. Dược lão vừa dứt lời trực tiếp cất bước đi về phía đại môn. Cong ngón tay búng ra, một đạo hồng quang lướt đi bay về phía hai lão giả kia. Sau đó hai lão giả bắt lấy cầm trong tay mới hiện ra là một tấm thiệp màu hồng. Mời! Hai lão giả nhìn vào tấm thiệp mặt mày chợt dao động. Trong mắt đục ngầu nhìn tới đám người dược lão rất kỳ lạ, sau đó hơi khom người vung tay lên, bốn đạo hắc quang bay về phía bốn người Tiêu Viêm, lơ lửng trước mặt bọn họ. Rõ ràng là một cái áo choàng đen thùi lùi, nhìn là biết đã cất giữ trong kho hàng trăm năm. Những người tiến vào bên trong phần lớn đều che giấu thân phận. Thứ này là ba đại tông môn đặc chế có thể phòng ngự người khác dò xét. Dược lão cười nói rồi khoác áo choàng lên trên người. Ba người Tiêu Viêm thấy thế liền bắt chước mặc vào, che đậy thân thể kín mít. Đi thôi. Dược lão cười cười, sau đó dẫn đầu đi vào trong lầu các. Ba người Tiêu Viêm vội vã bám theo. Vừa đi vào trong lầu các cổ xưa này, ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua xung quanh một vòng, không gian trong này khá u ám. Vừa nhìn thì không có nửa điểm khác thường, cảm giác hệt như tiến vào khu vực đấu giá lúc trước mà thôi. Bốn vị, xin mời đi theo ta. Một thằng già, áo xám từ sau cánh gà bước nhanh tới, thấp giọng nói với bốn người, sau đó bước vào phía trong lầu các. Dược lão không nói gì, quen việc dễ làm, cứ im lặng đi theo tên già kia là được. Còn ba người Tiêu Viêm tự nhiên cũng là nhanh chóng đuổi theo. Đoàn người đi dọc hành lang bên trong lầu các ước chừng mấy phút thời gian. Rốt cục ngừng lại trước một cánh cửa màu xanh, tên già kia nhìn về phía dược lão chắp tay thi lễ, sau đó lặng lẽ bò ngược thối lui. Nơi này mục tiêu của chúng ta. Dược lão nhẹ giọng nói một câu, sau đó trực tiếp mở cánh cửa đồng xanh ra. Dược lão không nhanh không chậm tiến vào trong. Ba người Tiêu Viêm cũng đi theo vào trong phòng chợt ánh mắt chói lòa một mảnh. Hồi lâu sau ánh sáng tan mất, một gian cổ điện lớn như quảng trường thi đấu xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Bên trong cổ điện có không ít ghế đá, giờ phút này đã có không ít người ngồi. Thế nhưng, những người này cũng giống như đoàn người Tiêu Viêm, tất cả đều có áo choàng đen che kín toàn thân, không ai biết thân phận của đối phương. Đoàn người Tiêu Viêm tiến vào dẫn tới một vài ánh mắt nhìn sang, nhưng hay sau nhanh chóng rời đi. Nhưng Tiêu Viêm vẫn cảm giác được có người len lén nhìn bọn họ tựa hồ là muốn tìm kiếm sơ hở để phát hiện thân phận thực sự của bọn họ. Dược lão mặc kệ tất cả, trực tiếp chọn một vị trí tương đối vắng vẻ. Sau đó chậm rãi ngồi xuống, đồng thời vung tay áo bào lên, không gian bốn phía lập tức cong cong quẹo quẹo. Nơi này cường giả đông đảo, phải cẩn thận một chút. Nếu không, chúng ta nói chuyện rất dễ bị bọn họ phát hiện. Dược lão thản nhiên nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trợn mắt nhìn quanh bốn phía nhưng không phát hiện được điều gì. Hiển nhiên những người khác cũng tương đối cảnh giác. Trước tiên an tĩnh chờ đợi, không qua bao lâu, đại hội giao dịch sẽ chính thức bắt đầu. Dược lão nhẹ giọng nói, sau đó mọi người cùng nhau ngồi an tĩnh. Nhưng Tiêu Viêm có thể cảm giác được. Phút này Dược lão quét mắt nhìn khắp toàn trường, hình như là muốn nhận ra lai lịch đám người kia vậy. Điều tra trình độ này, Tiêu Viêm tự nhiên là không giúp đỡ được gì, lấy thực lực 8 sao đỉnh phong của hắn, nếu đặt ở bên ngoài xem như là cực kỳ cường hãn. Nhưng ở chỗ này, sợ rằng phải đếm lùi theo từng số, vì vậy hắn không cần phải làm chuyện dư thừa, tránh cho đến lúc bị đối phương phát hiện ngược lại rước lấy phiền toái không cần thiết. Trong khi Dược lão dò xét, ba người Tiêu Viêm trầm mặc an tĩnh, thời gian gần 2 canh giờ đã lặng lẽ trôi qua. Trong thời gian này còn có không ít người lục đục tiến vào, tới cuối cùng số lượng nơi này đã hơn 100 người. Ồ! Khi Tiêu Viêm đợi chờ nhàm chán, Dược lão ở một bên đột nhiên thở ra một hơi, hắn lúc này mới quay đầu lại thấp giọng nói, phát hiện cái gì không? Ha ha, có chút thu hoạch, tựa hồ có một vài người quen. Dược lão mỉm cười đáp, nhưng không nói tỉ mỉ là người quen loại gì, Tiêu Viêm đành phải nhếch môi khinh thường, mờ ám cái gì chứ? Đông! Ngay lúc này cổ điện an tĩnh đột nhiên vang lên tiếng chuông thanh thúy, từ trong đại điện có một lão giả râu tóc bạc trắng, da rẻ nhăn nheo chậm rãi đi ra. Nhìn thấy lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện, Tiêu Viêm khẽ cau mày,
hắn cảm giác là lão già này thoạt nhìn nửa chết nửa sống này có thực lực tương đối kinh khủng. Chỉ có đấu thánh cường giả mới có khí tức dao động kỳ lạ, như ẩn như hiện quanh thân thế này. Cửu truyền đấu tôn đỉnh phong, Tiêu Viêm lẩm bẩm, lão giả tóc trắng này sợ rằng chỉ còn nửa bước là bước chân vào bán thánh. Nếu như hắn áp xúc đấu khí trong cơ thể thêm một lần nữa sinh ra chất biến, mới có hy vọng tấn chức lên bán thánh. Đây là chủ sự Bảo Giám Sơn, Bảo Sơn lão nhân, bình sinh nằm trong tay vô số bảo bối, nhãn lực cực kỳ sắc bén. Năm đó ta lần đầu tiên nhìn thấy thì hắn đã là cường giả nổi tiếng khắp Trung Châu. Ngày hôm nay, hắn đã đạt đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, cách giai đoạn bán thánh đã gần lắm rồi. Dược lão vừa cười khà khà vừa thổi lỗ tai ba người Tiêu Viêm, cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Nghe thế, Thải Lân và Tiểu Y Tiên cũng lộ vẻ ngưng trọng, đặc biệt là người trước, trong lòng nàng chấn động rất lớn. Đây không hổ là Trung Châu cao cấp nhất ở đấu khí đại lục, cấp bậc cường giả này nếu đặt ở Tây Bắc đại lục tất nhiên là cường giả đỉnh phong, oai chấn một phương. Thế mà ở chỗ này còn phải hiện thân chủ trì đại hội giao dịch, mặc dù đây không phải là đại hội giao dịch bình thường. Ha ha, lại một lần không gian đại hội giao dịch nữa diễn ra, các vị, lâu quá không gặp, mà càng gặp càng chán nha. Bảo Sơn lão nhân quét mắt quanh đại điện, thanh âm già nua vang lên bên tai mỗi người. Nhưng đối với lời chào hỏi khiếm nhã này, không có một người nào đáp lại, không khí im lặng đến kỳ lạ. Bảo Sơn lão nhân cũng không thèm để ý chuyện này, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế. Lão phất tay áo bào một cái, không gian xung quanh hắn từ từ vặn vẹo hình thành một cái lồng vô hình bao bọc Bảo Sơn lão nhân vào trong. Quy củ như trước, mọi người chớ để ý. Làm xong mấy động tác này, Bảo Sơn lão nhân cười cười giải thích. Sau đó ho khan một tiếng rồi nói, người tới xem như đủ rồi, không cần nói nhảm nhiều làm gì, chúng ta liền bắt đầu đại hội thôi. Bảo Sơn lão nhân phun ra một câu này, cơ hồ mọi ánh mắt bên trong đại điện đều hội tụ ở trên người lão, trong lúc mơ hồ còn có không ít ánh mắt nóng bỏng thèm thuồng nhìn xuống dưới của hắn. Ai cũng biết, những thứ có thể giao dịch ở chỗ này không thể nào là vật tầm thường. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1389, mảnh tàn đồ cuối cùng. Sau đây chúng ta bắt đầu đấu, giá món vật phẩm thứ nhất của đại hội giao dịch không gian lần này. Trong khoảng không gian vặn vẹo, bàn tay Bảo Sơn lão nhân chợt vung qua không gian phía trước mặt một cái. Một đôi cánh đen trắng liền xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, dường như bên trong đôi cánh cổ xưa ấy đang mơ hồ truyền ra những tiếng sấm nổ mạnh mẽ. Yêu Hoàng Dực, Tiêu Viêm nhất thời trở nên sững sờ khi nhìn thấy đôi cánh có chút quen thuộc đó, đồng thời sắc mặt của hắn cũng biểu lộ ra một sự khó hiểu. Hắn vẫn nghe nói Thiên Yêu Hoàng tộc hết sức coi trọng thi thể của tộc nhân. Nếu bọn họ phát hiện được kẻ nào dám chiếm dụng thì chắc chắn sẽ huy động toàn tộc vây giết. Bởi vậy, hắn vẫn luôn tưởng rằng chỉ mỗi mình hắn mới có yêu hoàng dực. Nhưng thật không ngờ, món vật phẩm thứ nhất của đại hội giao dịch không gian lại là thứ này. Hắc! Xem ra Thiên Yêu Hoàng tộc cũng gặp phải ám thủ của không ít người a. Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm, đồng thời trong nội tâm hắn có chút vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Mà điều này cũng khó trách, bởi vì trên thân Thiên Yêu Hoàng toàn là bảo vật quý giá, cho nên có người muốn thịt bọn họ thì cũng không có gì là kỳ quái. Nhưng Tiêu Viêm cũng thừa hiểu việc mang yêu hoàng dực ra đấu giá thì e rằng chỉ có mỗi cái đại hội giao dịch không gian này là dám làm. Yêu hoàng dực, cánh của Thiên Yêu Hoàng tộc. Các vị đang có mặt tại đây chắc cũng đã biết, để có được nó là một việc khó khăn cỡ nào. Nếu đem nó luyện chế thành đấu kỹ phi hành thì chắc chắn trong số những cường giả đồng cấp sẽ không một ai có thể đuổi kịp ngươi. Đây quả thật là một vật chuyên dùng để thoát thân mỗi khi gặp nguy hiểm. Bảo Sơn lão nhân vừa cười vừa nói, không hề sợ đắc tội với Thiên Yêu Hoàng tộc. Muốn là chủ nhân của yêu hoàng dực thì phải đổi bằng một viên bát phẩm đan dược đã trải qua tứ sắc đan lôi tẩy luyện. Qua đánh giá, yêu hoàng dực rất đáng với cái giá này. Bởi vậy, nếu các vị có hứng thú thì hãy ra giá đi. Bảo Sơn lão nhân vừa dứt lời, cả đại điện liền rơi vào trạng thái im lặng. Hai tay Tiêu Viêm khoanh trước ngực, ngồi tựa lưng vào ghế hăng hái quan sát mọi người xung quanh. Hắn đang sở hữu yêu hoàng dực nên rất hiểu được ưu điểm của thứ đồ chơi này.
cũng nhờ vào nó mà nhiều lần hắn đã chạy thoát khỏi tay những cường giả có thực lực mạnh hơn. Nhưng chính vì bản thân đã có yêu hoàng dực cho nên hắn đương nhiên sẽ không còn hứng thú với yêu hoàng dực đang được đấu giá này nữa. Đại điện được bao trùm bởi một bầu không khí yên tĩnh, không có ai lên tiếng. Mà đối với việc này thì Bảo Sơn lão nhân cũng không tỏ ra sốt ruột, khuôn mặt vẫn duy trì dáng vẻ tươi cười như cũ. Tình trạng im lặng này kéo dài được khoảng 5 phút thì rốt cuộc có một giọng nói khàn khàn vang lên, ta mua. Ánh mắt của Tiêu Viêm nhìn về nơi phát ra thanh âm đó thì chỉ thấy một thân hình được bao bọc trong áo choàng đang thuận tay lấy ra một bình ngọc, rồi ném nó về phía Bảo Sơn lão nhân. Bảo Sơn lão nhân tiếp lấy bình ngọc, mở nắp nhìn thoáng qua bên trong. Sau đó ánh mắt lão quét qua bốn phía, cười nói, còn có ai ra giá cao hơn vị này không? Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có một ai lên tiếng, mà điều này cũng không nằm ngoài dự tính của Bảo Sơn lão nhân. Thực ra vị khách đang ra giá này chỉ có thực lực ước chừng lục tinh đấu tôn mà đã có thể lấy một viên đan dược bát phẩm tứ sắc đan lôi ra trao đổi thì đã là không tồi rồi. Nếu muốn hết giá cao hơn thì chắc sẽ không có người cạnh tranh, dù sao thì món vật phẩm này cũng không đáng giá cho lắm. Thấy không có người nào lên tiếng, Bảo Sơn lão nhân mới cười cười, búng ngón tay một cái, yêu hoàng dực liền trực tiếp bay về phía vị khách ra giá đầu tiên kia. Mà người kia cũng nhanh chóng tiếp nhận rồi cất vào trong nạp giới. Giao dịch này rất là đơn giản, hai bên đồng thời trao đổi ra giá, nhưng vật lấy ra thường có giá trị tương đối cao. Nơi này hoàn toàn không giống với những đấu giá hội bình thường. Nếu phải lấy ra một vật có giá trị lớn hơn để trao đổi mà không phải do có nguyên nhân gì đặc biệt thì mọi người đều lựa chọn buông tha. Dù sao thì đại đa số những người ở đây cũng không phải là hạng người coi tiền như rác. Dược lão nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm cũng gật gật đầu, ở nơi này chắc chắn có cả tá người có thể đưa ra được cái giá vượt qua mức một viên đan dược bát phẩm tứ sắc đan lôi. Thế nhưng lúc trước cũng chỉ có một người ra giá. Mặc dù yêu hoàng dực không có sức hấp dẫn hoặc không đủ nguyên do khiến họ móc ra hầu bao, nhưng qua đó cũng cho thấy được sự bình tĩnh của bọn họ. Ha ha, món vật phẩm thứ hai được đem ra đấu giá của ngày hôm nay là... Sau khi đã hoàn thành lần giao dịch đầu tiên, Bảo Sơn lão nhân liền cười. Trước mặt lão liền thoáng hiện ra một quyển trục màu vàng nhạt. Kim cương lưu ly thể, sơ cấp thiên giai đấu kỹ. Đấu kỹ này là do lưu ly thánh giả sáng tạo ra cách đây cả ngàn năm, nếu tu luyện tới đỉnh phong thì thân thể sẽ giống như kim cương. Bất hủy bất diệt, một quyền xuất ra khiến cho trời rung, một cước dẫm xuống làm cho đất chuyển. Có thể nói đây là một loại đấu kỹ cường hãn, công thủ toàn diện. Ánh mắt của Tiêu Viêm hiện lên sự kinh ngạc khi nghe thấy những lời giới thiệu này của Bảo Sơn lão nhân. Kim cương lưu ly thể này có chút khó tu luyện, nhưng nó là thiên giai đấu kỹ thì chắc hẳn uy lực cũng sẽ tương đối kinh khủng. Muốn sở hữu đấu kỹ này thì phải đổi bằng một quyển sơ cấp thiên giai công pháp hệ thủy. Dĩ nhiên là cũng có thể dùng đan dược có giá trị tương xứng để trao đổi. Bảo Sơn lão nhân cười híp mắt, nói. Lúc này, trong đại điện đã có thêm không ít người cảm thấy hứng thú đối với quyển đấu kỹ này. Bởi vậy khi Bảo Sơn lão nhân vừa dứt lời thì không lâu sau liền có người ném ra một quyển trục màu xanh nhạt về phía lão. Bảo Sơn lão nhân tiếp nhận quyển trục rồi mở ra nhìn. Sau đó lão liền ngẩng đầu, nhìn lướt qua bốn phía. Mà lần này không cần lão phải mở miệng hỏi thì đã có thêm hai người bắn ra hai quyển trục tới trước mặt lão. Cứ như vậy, chỉ vẻn vẹn chưa tới 2 phút, trong tay của Bảo Sơn lão nhân đã xuất hiện thêm 4 quyển trục nữa. Điều đó chứng tỏ là đã có 4 người đồng thời động tâm với đấu kỹ kim cương lưu ly thể này. Nhìn thấy những quyển trục trong tay Bảo Sơn lão nhân, nội tâm của Tiêu Viêm cũng không nhịn được phải thầm thở dài cảm thán một tiếng. Chỉ một lúc mà đã có thể kiếm được 4 quyển sơ cấp thiên giai công pháp. Những thứ này ở bên ngoài cực kỳ hiếm nhưng ở đây lại có thể dễ dàng tìm thấy. Quả nhiên khi đạt đến một cấp độ nhất định thì mới có thể tiếp xúc được với nhiều thứ đồ vật hay ho. Nghĩ tới lúc trước hắn phải liều sống liều chết mới đạt được một quyển sơ cấp thiên giai đấu kỹ, vậy mà bây giờ lại nhìn thấy một lúc 4 quyển, thật là quá khác nhau. Lúc này Bảo Sơn lão nhân mới lấy 4 quyển trục mở ra xem xét kỹ một hồi, sau đó lão liền chậm rãi nhắm mắt lại. Rồi chỉ khoảng 1 phút sau lại mở mắt ra, ngón tay búng ra liên tục, đem 3 quyển trục bắn ngược trở về. Lão vừa cười vừa nói, sau khi chọn lựa thì ta đã tìm ra được chủ nhân của đấu kỹ. Giao dịch lần này đã có kết quả,
Nói xong lão liền vung tay áo ném quyển đấu kỹ màu vàng nhạt về phía sau đại điện. Cuối cùng quyển đấu kỹ dừng ở trong tay của một vị khách áo đen và người đó cũng thu nó vào trong nạp giới ngay lập tức. Hừ, ba người kia đều hừ khẽ một tiếng khi thấy công pháp mà bản thân mình đưa ra lại không được lựa chọn. Hiển nhiên là bọn họ đều thoáng có chút khó chịu vì điều đó. Mà đối với những thanh âm này, Bảo Sơn lão nhân vẫn làm như không nghe không thấy, tiếp tục bắt đầu những phiên giao dịch kế tiếp của đại hội. Càng về sau những vật phẩm được đưa ra đấu giá càng đa dạng, từ đấu kỹ đến công pháp, từ đan dược đến lô đỉnh, từ vũ khí cho đến các loại thiên tài địa bảo. Chỉ cần đem một thứ trong số đó ra bên ngoài thì cũng đã đủ để gây oanh động không nhỏ, thế nhưng ở trong này dường như lại là một việc hết sức bình thường. Chỉ có điều, mặc dù những vật phẩm này đều là loại hiếm thấy nhưng Tiêu Viêm vẫn chưa tham gia đấu giá. Ngoại trừ lúc giữa chừng hắn dùng hai viên đan dược bát phẩm ngũ sắc đan lôi để đổi lấy một quyển thiên u độc điển dành cho tiểu y tiên ra thì hắn chưa từng đấu giá bất cứ vật gì khác. Thứ nhất là bởi vì đòi hỏi hà khắc của đối phương, thứ hai là trong lòng hắn cũng cảm thấy chúng chưa thật sự quá cần thiết cho mình. Cái gọi là thiên u độc điển kia chính là do thiên u độc thánh sáng tạo ra cách đây vài ngàn năm. Cả cuộc đời vị cường giả đấu thánh này rất đam mê với việc dùng độc, bởi vậy nên quyển sách mà hắn lưu lại toàn là các phương pháp luyện chế kỳ độc. Trong đó cũng có không ít chất kịch độc cho dù là cường giả đấu tôn dính phải cũng sẽ có kết cục khá thê thảm. Chỉ có điều, uy lực của thứ này tuy không thấp nhưng đối với phương diện độc dược phải có nghiên cứu thật sâu, bởi vậy chẳng có bao nhiêu người muốn. Nếu không thì Tiêu Viêm cũng không thể thu vào tay một cách dễ dàng như vậy. Tuy rằng Tiêu Viêm không tham gia nhiều vào việc đấu giá những đồ vật này, thế nhưng đủ loại kỳ vật được đưa ra trong đại hội cũng đã làm cho hắn được đại khai nhãn giới một lần. Lúc này, hắn mới hiểu được vì sao mà phần đông các cường giả đứng đầu đều đổ xô đến đại hội giao dịch không gian này. Quả thật, mỗi một vật phẩm nào đó được đưa ra cũng đều là loại hiếm thấy trên đời, mà nương theo sau đó sẽ lại là một vật phẩm hiếm thấy khác được dùng để trao đổi, hoàn thành giao dịch một cách thuận lợi. Bầu không khí bên trong đại điện cũng vì thế mà được hâm nóng lên rất nhiều. Có không ít ánh mắt ẩn đằng sau lớp áo choàng lóe lên những tia cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm một cách chặt chẽ vào Bảo Sơn lão nhân ở giữa đại điện. Nhưng điều khiến cho Tiêu Viêm thoáng có chút nhíu mày là mảnh tàn đồ có liên quan tới Tịnh Liên yêu hỏa lại chưa xuất hiện. Mọi người chú ý, hiện tại chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá món vật phẩm thứ hai trong đợt đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay. Sau khi hoàn thành xong một vụ giao dịch thì Bảo Sơn lão nhân liền ngẩng đầu, khuôn mặt ánh lên hồng quang đầy thỏa mãn, rồi vừa cười vừa nhìn cả đại điện. Bàn tay lão nắm chặt lại, trên tay lập tức xuất hiện một mảnh giấy làm từ da có màu vàng hoen ố. Khoảng khắc tấm da cổ xưa đó xuất hiện thì nội tâm của Tiêu Viêm đã có chút không kiên nhẫn. Hắn ngẩng mạnh đầu lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào mảnh tàn đồ cổ xưa, đồng thời tiếng hô hấp sau lớp áo choàng cũng trở nên gấp gáp hơn. Mảnh tàn đồ này hắn đương nhiên vô cùng quen thuộc, bởi vì nó chính là mà thứ hắn đã tìm kiếm hơn 10 năm. Ha ha, cái này chỉ vẻn vẹn là một mảnh tàn đồ, bên trên cũng không có bất cứ năng lượng đặc biệt nào. Thế nhưng trải qua nghiên cứu của chúng ta, cuối cùng cũng đã đưa ra được kết luận là mảnh tàn đồ này có liên quan với Tịnh Liên yêu hỏa trong truyền thuyết. Bảo Sơn lão nhân nâng miếng da cổ xưa trong tay lên. Mà sau khi lão vừa nói dứt chữ cuối cùng thì ánh mắt tất cả mọi người trong đại điện đều hội tụ vào mảnh tàn đồ đó. Tịnh Liên yêu hỏa xếp thứ 3 trên dị hỏa bảng. Loại dị hỏa này gần như chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, mà ngay cả nhân vật tầm cỡ như Dược lão cũng chưa từng được tận mắt nhìn thấy. Với lại, đối với uy lực của ba loại dị hỏa đứng đầu, thì mọi người đang có mặt ở đây đều rất rõ ràng. Đó chân chính là một loại lực lượng hủy thiên diệt địa không nằm trong sự khống chế của nhân loại. Nếu ai có thể sở hữu, hơn nữa điều khiển được loại dị hỏa này thì chỉ sợ người đó sẽ ít tìm thấy đối thủ trên cả đấu khí đại lục này. Bởi vì nó đại biểu cho một loại lực lượng hủy diệt đến cực hạn. Các bạn đang nghe chuyện đấu phá thương khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1390, Tình báo. Nhìn đại điện im lặng như tờ, Bảo Sơn lão nhân cười thầm. Vì lão biết rõ sự hấp dẫn của Tịnh Liên yêu hỏa nên mới đem mảnh tàn đồ có liên quan đến nó giữ lại cho đến tận bây giờ mới lấy ra. Trong đại điện, từng đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào mảnh tàn đồ kia.
Những người ngồi đây đều không phải là hạng tầm thường, nhưng đối với bọn họ mà nói thì Tịnh Liên yêu hỏa vẫn là một thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa có ai thực sự nhìn thấy. Tất nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng đến sự khao khát của mọi người đối với nó. Tóm lại, càng là vật cường đại thì mặc kệ nó có bao nhiêu nguy hiểm, nó vẫn sẽ dẫn đến vô số ánh mắt tham lam. Tuy mảnh tàn đồ này không thật sự là Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng nếu sở hữu nó thì sẽ có được một chút manh mối liên quan đến yêu hỏa kia. Nếu có thể dựa vào tàn đồ để tìm ra, hơn nữa may mắn đem nó thu phục thì lợi ích đạt được sẽ vô cùng lớn. Ha ha, muốn là chủ nhân của mảnh tàn đồ này thì phải dùng một ít đan dược để trao đổi. Đương nhiên, phẩm chất đan dược ít nhất phải là lục sắc đan lôi, còn về số lượng như thế nào thì phải xem vào mọi người rồi. Bảo Sơn lão nhân mỉm cười, ánh mắt chợt quét qua toàn trường, nói, đấu giá bắt đầu, xin mời chư vị. Trong đại điện, rõ ràng số người có hứng thú với mảnh tàn đồ này không hề ít, lập tức có một đạo. Thanh âm già nua vang lên, 3 viên đan dược bát phẩm lục sắc đan lôi, 4 viên, 5 viên. Trong đại điện, chỉ ngắn ngủi chừng 2 phút, từng tiếng hô đấu giá vang lên làm hâm nóng cả bầu không khí, mà những cái giá này đều làm cho Bảo Sơn lão nhân cười tít mắt. Tất cả mọi người đều hiểu, giá trị mảnh tàn đồ này không bằng con số được đưa ra. Nhưng nếu thật sự có thể dựa vào nó để tìm được Tịnh Liên yêu hỏa mà nói thì mọi tổn thất này đều không đáng nhắc đến. Thấy nhiều người có hứng thú với mảnh tàn đồ như vậy, Tiêu Viêm hơi nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Dược lão khẽ lắc đầu, cứ chờ chút đã, không nên nóng vội. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng đành phải gật gật đầu, cố gắng áp chế tâm tình lại. Nhưng nghe giá cả đang không ngừng tăng lên, chân mày hắn nhíu chặt. Hắn đã xem nhẹ sự hấp dẫn của Tịnh Liên yêu hỏa đối với những người này, mặc dù chỉ là một mảnh tàn đồ thôi nhưng cũng đã làm cho bọn họ điên cuồng đến vậy rồi. Giá cả của cuộc đấu giá cấp tốc tăng lên trong những tiếng quát không ai nhường ai, chỉ chưa đầy 10 phút, giá cả đã là 3 viên đan dược bát phẩm thất sắc đan lôi. Với cái giá này, cho dù là Tiêu Viêm thì sắc mặt cũng thoáng có chút khó coi. Mặc dù hắn có thể luyện chế đan dược dẫn tới thất sắc đan lôi, nhưng trong quá trình cũng có chút khó khăn. Nhưng cũng may, giá cả hiện giờ đã vượt ra khỏi phạm vi thừa nhận của rất nhiều người, bởi vậy số người ra giá càng ngày càng ít. Nhưng ai cũng hiểu những người còn lại này mới chân chính là tài đại khí thô. 5 viên đan dược bát phẩm thất sắc đan lôi ngay sau khi người trước báo giá xong, một tiếng quát lạnh có phần nóng nảy đột ngột vang lên. Với mức giá tương đối cao này, cả đại điện lập tức yên tĩnh, từng đạo ánh mắt quét đến nơi giọng nói truyền ra, nhưng những gì họ thấy chỉ là một thân ảnh được bao bọc trong hắc bào. 8 viên. Đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên. Nghe được giọng nói này, trong lòng Tiêu Vi âm thầm nhẹ nhõm, khẽ ra một hơi, cuối cùng dược lão đã bắt đầu ra tay. Cũng không biết đến tột cùng có thể thu được mảnh tàn đồ này không. Dù sao, người ở nơi này cũng không phải hạng vô dụng. Ừ. Thấy dược lão lên tiếng tranh đoạt, người ra giá lúc trước hừ lạnh một tiếng. Chần chừ một lúc, lại cắn răng hô, 1 viên đan dược bát phẩm bát sắc đan lôi. Tiếng hô vừa dứt, trong đại điện chợt ồn ào, hiển nhiên là có chút ngoài dự đoán, vì một mảnh tàn đồ thôi mà người kia đã lấy ra cả đan dược bát sắc đan lôi. 3 viên. Vẫn là giọng nói điềm nhiên như trước nhưng lại trấn áp tất cả các tiếng động khác trong đại điện. Nghe thấy lời này của dược lão, người nọ cũng chỉ có thể không cam lòng mà buông tha. Nhìn thấy tên kia không lên tiếng nữa, Tiêu Viêm mới ở thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn nói chuyện thì bên tai lại vang lên giọng của dược lão, đừng cao hứng quá sớm. 5 viên. Nghe được thanh âm tràn ngập mùi vị lạnh lùng này, khuôn mặt Tiêu Viêm hơi đanh lại, đưa mắt nhìn về phía thanh âm truyền đến, chỉ thấy một đạo thân ảnh có phần gầy gò ngồi tĩnh tọa trên ghế. Dường như người nọ cũng cảm ứng được ánh mắt của Tiêu Viêm nên chợt quay đầu lại, dưới áo choàng một quang âm lệ phóng ra như một mũi tên nhọn làm cho không gian xung quanh đều khẽ vặn vẹo, đồng thời có một luồng áp lực khác thường bao phủ quanh người Tiêu Viêm. Hừ, dược lão hừ lạnh một tiếng, tùy ý vung tay áo lên, chỉ trong chớp mắt đã phá vỡ cỗ uy áp vô hình đang bao phủ Tiêu Viêm. Thực lực của người này thật mạnh. Trong quá trình giao thủ của dược lão và vị thần bí nhân này thì Tiêu Viêm cũng khôi phục lại tinh thần, trong lòng âm thầm cảnh giác. Cẩn thận một chút, người này cũng đã bước một chân vào cảnh giới bán thánh. Dược lão nhẹ giọng nhắc nhở, trong giọng nói có phần ngưng trọng. Nghe vậy,
sắc mặt Tiêu Viêm nhất thời biến đổi. Không gian giao dịch hội này quả là ngọa hổ tàng long. 8 viên. Dược lão quát lạnh, nhưng giờ phút này lão cũng đã hơi nhíu mày, hiển nhiên đấu giá đến mức độ này có chút ngoài dự đoán của lão. Ha ha, vị bằng hữu kia ra giá 8 viên đan dược bát phẩm bát sắc đan lôi, còn có người nào trả giá cao hơn không? Bảo Sơn lão nhân cười híp mắt nói, lời lão làm cả đại điện lâm vào yên tĩnh, từng đạo mục quang như có như không đều ném về phía người thần bí nọ. Đối với những ánh mắt đó, người thần bí kia chỉ cười lạnh, rồi chợt mở miệng nói, một viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi, nếu ngươi có thể trả được giá cao hơn, mảnh tàn đầu kia sẽ thuộc về ngươi. Người này điên thật rồi. Nghe thấy người thần bí nọ cư nhiên đem ra cả đan dược cửu sắc đan lôi, mọi người ở đây đều hít một hơi khí lạnh trong lòng. Âm thầm lắc đầu, sắc mặt Tiêu Viêm lúc này cũng triệt để âm trầm. Trong tay hắn cũng có đan dược cửu sắc đan lôi, đó chính là con đan thú trong di tích đấu thánh lần trước. Nhưng nếu dùng đan thú này để trao đổi thì tổn thất lại quá lớn, dù sao đan thú rất mất công nuôi nấng, ngày sau nói không chừng có thể tấn thăng lên cửu phẩm đan dược. Khi đó giá trị của nó sẽ tăng vọt gấp mấy trăm lần, chỉ sợ cả cường giả đấu thánh cũng vì thế mà động tâm. Thế nên dù gì đi chăng nữa đều không thể lấy ra. Ngón tay dược lão gõ nhẹ lên thành ghế, mặc dù có áo choàng che lấp nhưng Tiêu Viêm vẫn cảm nhận được lão đang nhíu chặt mày. Lập tức hắn kéo ống tay áo của lão, chậm rãi lắc đầu. Giờ không phải thời điểm xúc động, mặc dù không thể có được mảnh tàn đồ này một cách quang minh chính đại, nhưng bọn họ cũng có thể dùng đến thủ đoạn khác. Thấy động tác của Tiêu Viêm, nắm tay dược lão cũng buông lỏng ra, hơi gật đầu, giọng lão truyền vào tai Tiêu Viêm, hội đấu giá này động tĩnh quá lớn, nhưng ta cũng đã đoán được thân phận của tên. Kia, năm đó lão cũng đã từng là đối thủ của ta, đúng lúc có thể giải quyết một chút ân oán cũ. Lấy tính tình dược lão thì tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn mảnh tàn đồ cuối cùng này tuột khỏi tay. Nhưng cũng đúng như suy nghĩ của Tiêu Viêm, nếu không thể có nó một cách quang minh chính đại thì chỉ có thể sử dụng những thủ đoạn khác. Với lại, đây cũng chẳng phải lần đầu lão và Tiêu Viêm làm cái việc này. Trước đây, lúc còn ở Hắc Giáp Vực thì họ cũng nhờ đó mà thu được một mảnh tàn đồ. Xem ra lúc này phải diễn lại kịch cũ rồi. Hắc hắc. Lão giả áo đen thấp giọng cười một tiếng, sau đó ánh mắt chuyển về phía Bảo Sơn lão nhân ở trung tâm đại điện. Bàn tay vung lên, một con thỏ nhỏ có bộ lông màu tuyết trắng xuất hiện, đứng trong lòng bàn tay lão. Con vật nhỏ vừa xuất hiện, một mùi thơm cực nồng lập tức bung ra tràn ngập xung quanh, làm cho trong mắt không ít người thoáng có chút phiếm hồng. Đan dược cửu sắc đan lôi, dù là cường giả bán thánh đều dễ dàng động tâm, càng không nói đến đám cường giả đấu tôn như họ. Bàn tay vuốt ve con thỏ nhỏ kia, lão giả áo đen cũng có vài phần tiếc nuối. Nhưng nghĩ đến Tịnh Liên yêu hỏa, lão liền khẽ cắn răng, một luồng hào quang bốc lên từ lòng bàn tay. Đem con vật nhỏ bao bọc lại rồi nhanh như chớp bay về phía Bảo Sơn lão nhân khi nó xẹt qua đại điện, trong lòng không ít người đều có xúc động muốn chộp vào tay. Nhưng sau một phen áp chế tâm trạng, không một ai đánh mất lý trí mà ra tay cướp đoạt. Bảo Sơn lão nhân vung tay tiếp nhận đoàn hào quang, sau đó tỉ mỉ kiểm tra con vật nhỏ màu trắng. Sau khi cảm thụ được trong cơ thể của nó có chứa một cỗ năng lượng tinh thuần kinh khủng mới gật gật đầu, trong mắt có một chút kinh ngạc. Hiển nhiên lão cũng không ngờ rằng sẽ có người thật sự chấp nhận lấy loại đan dược cấp bậc như vậy ra để trao đổi. Vị bằng hữu kia, giao dịch đã thành, mảnh tàn đồ này thuộc về ngươi. Cẩn thận cất con thỏ nhỏ đi, Bảo Sơn lão nhân vung tay lên, mảnh tàn đồ hóa thành một luồng hào quang hướng bay về phía lão giả áo đen. Lão kia cười đắc ý, sau đó chộp nó vào tay. Thời điểm mảnh tàn đồ rơi vào tay lão giả áo đen thì Tiêu Viêm cũng nắm chặt tay lại, hàn ý lóe lên trong mắt. Đối với Tịnh Liên yêu hỏa, hắn thề nhất định phải có được. Bởi vậy không thể bỏ qua mảnh tàn đồ này được, cho dù lão giả này đã bước một chân vào cảnh giới bán thánh đi chăng nữa. Ha ha, món đồ giao dịch của cuối cùng của không gian giao dịch hội ngày hôm nay không phải là vật phẩm, mà là một tin tình báo. Tuy không lâu sau tin tức này có thể sẽ lan tràn cả Trung Châu, nhưng chắc chúng ta là người biết được tin này đầu tiên. Sau khi hoàn thành xong giao dịch, Bảo Sơn lão nhân cười cười, ánh mắt nhìn toàn trường nói. Yên tâm là tin tình báo này sẽ không thu bất kỳ một khoản phí nào, nhưng bởi vì nó có chút oanh động, nên ta mới thông báo vào lúc cuối thế này.
Nghe thấy lời của Bảo Sơn lão nhân, những người đang có mặt tại đây đều nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn lão. Đây là tin tình báo gì mà có thể làm cho Bảo Sơn lão nhân coi trọng như thế? Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Bảo Sơn lão nhân chỉ mỉm cười. Chợt lão chậm rãi cất lời vang vọng khắp cả tòa đại điện, trong giọng nói có phần khác thường. Bồ đề cổ thụ, một thứ trong truyền thuyết có thể giúp người ta lập địa thành thánh, qua một vạn năm, cuối cùng nó đã lại xuất hiện. Các bạn vừa nghe xong tập 139 của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.